bạn đang nghe truyện từ Tiên Hiệp Audio, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Vĩnh Sinh, tập 77. Vạn Quy Tiên Đảo, tế tự trăm ức sinh linh, ngoài máu tươi, linh hồn phát động Hải Hoàng tế thần bí, thân thể Hải Hoàng thật lớn hiện ra trong vực sâu vạn trượng, thân thể Hải Hoàng này màu lam nhạt, chòm râu dài tới 1000 trượng, theo gió lay động, khuôn mặt cổ lão, giống như thần tượng đứng vững giữa trung ương hải dương hàng tỷ năm không ngã. Lực lượng không ai có thể hình dung nổi, lực lượng so với hư tiên còn mạnh mẽ hơn, lực lượng phát ra từ thân thể Hải Hoàng này. Hải Hoàng vừa xuất hiện, tất cả các thái thượng trưởng lão Vạn Quy Tiên Đảo đều bị một cổ áp bách vô hình thiếu chút nữa hít thở không thông. Đây là viễn cổ Hải Hoàng sao? Người sáng lập ra nền văn minh viễn cổ thất lạc. Nghe đồn tại thời đại viễn cổ, trong biển sinh ra một nền văn minh cực kỳ cường đại, sau đó Hải Hoàng đi thiên giới, văn minh suy sụp, hiện tại chúng ta nắm giữ tế đàn này, tế tự lên thiên giới, có thể câu thông với chân linh Hải Hoàng sau khi phi thăng, hàng lâm xuống, gắn kết bản nguyên, đánh bại viễn cổ tuyệt phẩm đạo khí của Phương Hàn, triệt để giết chết hắn. Vạn Hải Hầu, Vạn Hải Vương, hai đại trưởng lão hỗn động cảnh này nhìn hình thể Hải Hoàng, trong lòng chấn động. Thế nhưng tâm tình lại hoan hô nhảy nhót không ngừng, tự hồ nhìn thấy được cảnh Phương Hàn bị Hải Hoàng đánh chết, lưu lại rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí, vô số tiên đan, thiên tài địa bảo, khi bọn họ tiếp thu tất cả, bình yên vô sự vượt qua được lôi phạt tiên giới, trở thành hư tiên. Viễn cổ Hải Hoàng, Thất Lạc Chi Kiếm. Trưởng giáo Vạn Ngọc Thư cũng ngưng trọng sắc mặt, nhìn Hải Hoàng khổng lồ trước mắt, nhất là một thanh trường kiếm màu lam nhạt thật lớn trong tay Hải Hoàng. Tạo hình của thanh kiếm này tương đối cổ lão kỳ quái, hai bên là kiếm ngạc, hình dáng như cá mập, long kình, trên chuôi kiếm lại là tạo hình giống thương long cổ lão. Thiên long này tổng cộng có hơn 10 đầu, nhiều hơn 9 loại thần long xuất hiện từ xa xưa, cũng không ai biết loại thứ 10 này rốt cuộc là chủng tộc gì. Đây là Thất Lạc Chi Kiếm, trong truyền thuyết đã đạt tới vương phẩm tiên khí tiên giới, đáng tiếc, chỉ là một hư ảnh. Nếu như vương phẩm tiên khí có thể nắm giữ trong lòng bàn tay của ta, vậy thì cái gì là Thái Nhất Môn, sứ giả thiên tiên, đều bị ta một kiếm chém chết, bất quá coi như là hư ảnh Thất Lạc Chi Kiếm cũng đủ đánh nát thế giới của Phương Hàn, chém giết hạch tâm pháp tắc bản mạng của hắn. Tiểu tử này chết chắc rồi. Vạn Ngọc Thư lần thứ hai phun ra một ngụm nguyên khí, ngưng tụ vào thân thể Hải Hoàng thật lớn. Hải Hoàng đến từ viễn cổ a, triệu hoán thiên giới, có thể thỉnh chân linh của ngươi hàng lâm xuống, chém giết ta ma. Đi thôi. Trong hải nhãn thật lớn phía dưới, có tà ma xâm lấn, phá hư bản nguyên biển rộng, thân là người thủ hộ hải dương, đây là trách nhiệm của ngươi. Lập tức, tất cả các thái thượng trưởng lão, toàn bộ đều phun ra một loại kinh văn cổ xưa, dung nhập vào trong thân thể Hải Hoàng. Hải Hoàng mờ mịt mở con mắt, bắt đầu vô thần, thế nhưng sát khí đằng đằng, hai mắt chợt lóe, liền bành trướng, liền nhìn thẳng về phía sâu trong hải nhãn, nơi hồng hoang tổ long đang muốn hoàn toàn thôn phệ hết thần tiên trà thụ. Hồng hoang tổ long. Trong thân thể Hải Hoàng thật lớn phát ra 4 tiếng nói đứt đoạn, đột nhiên mở bàn tay to đanh một trảo vào hư không. Ầm ầm, vô số không gian bình hành, tầng tầng cấm pháp dưới hư ảnh Hải Hoàng toàn bộ đều tản ra, không nhìn ngăn trở, chọc thẳng vào thân thể hồng hoang tổ long do Phương Hàn biến hóa ra. Thần tiên trà thụ này tu vi cao thâm, bộ rễ cắm sâu trong hải nhãn, hiện tại ít nhất tương đương với một siêu cấp cường giả hỗn động cảnh, trường sinh bát trọng. Lúc này Phương Hàn quấn xung quanh thần tiên trà thụ, liền cảm giác được xung quanh trà thụ có lực lượng vô cùng sung mãn, mà trong thân thể trà thụ, thậm chí sinh ra pháp tắc hỗn động, hơn nữa lực lượng bộ rễ và hải dương kết hợp, hơi chút khẽ động, mượn lực hải nhãn, phát sinh ra pháp lực 100 triệu liệt mã bôn đằng. Coi như là Phương Hàn hiện tại pháp lực tiến nhanh, muốn ngăn chặn được thần tiên trà thụ này cũng khó khăn không gì sánh được. Bất quá, nếu như có thể thôn phệ được thần tiên trà thụ, dung nhập nó vào trong thế giới bản thân, dùng thanh đế một hoàng công luyện hóa, vậy thì thế giới của hắn sẽ nhận được bổ sung cực lớn, càng có thể tu luyện tới hỗn động cảnh. Hiện tại thế giới bản mạng của hắn bởi vì bắt đầu dung hợp với mảnh vỡ tạo hóa thần khí, mai rùa, vô cùng kiên cố, tuy rằng lực lượng mạnh mẽ, thế nhưng muốn đề cao cảnh giới cũng khó khăn hơn bình thường rất nhiều, hầu như không có khả năng tiếp tục đề thăng. Vĩnh viễn dừng lại tại giới vương cảnh. Trừ phi là tiến nhập vào Hoàng Tuyền Bảo Khố, thu được 3 kiện chí bảo ngũ hành khác, Tan Hoàng Cự Một Chùy, Ngũ Nhạc Trấn Linh Đao, Lục Tiên Tuyệt Thiên Kiếm, Ngũ Hành Quy Nhất, Đại Lực Viên Mãn, lúc đó mới có thể đột phá đề thăng tới cảnh giới hỗn động. Mặc kệ thế nào, thần tiên trà thụ này, thôn phệ vào thế giới bản thân, như vậy càng có nắm chắc đánh tan Vạn Quy Tiên Đảo. Trong lòng Phương Hàn lóe lên sát khí, đột nhiên thân thể hồng hoang tổ long há mồm phun ra. Phục. Một phù lục mang theo ký hiệu màu vàng xuất hiện, chính là một trong những phù lục trong không gian hoang thân chi thi tầng thứ 5, do cao thủ cấp bậc chân tiên luyện chế ra, chính là đại khí kim nguyên bảo hóa phù. Trên mặt có kim khí vô cùng dày đặc, lục thần trảm quỷ, chuyên khắc vạn một thiên hạ. Trong ngũ hành, kim khắc một. Huống chi là kim phù do trường sinh thập trọng, cao thủ cấp bậc hư tiên đính thân luyện chế. Khi đại khí kim nguyên bảo hóa phù này đánh vào thân thần tiên trà thụ, thần tiên trà thụ giống như gặp phải khắc tinh lớn nhất, kịch liệt rung lên, toàn bộ huyền thủy hắc khí trong hải nhãn đều sôi trào mãnh liệt, huyền thủy hắc khí điên cuồng tụ tập tới gần, đều biến thành thể rắn. Vô ích thôi, ngươi nhất định sẽ bị ta thôn phệ, dung nhập vào trong thế giới của ta, ngươi nhìn xem, thế giới của ta cường đại tới mức này, luyện hóa ngươi chính là vinh hạnh cho ngươi. Sắc mặt Phương Hàn bất biến, ngữ khí lãnh khốc, thế giới vận chuyển, trong chớp mắt liền chặt đứt liên hệ giữa thần tiên trà thụ và hải nhãn. Ầm ầm. Hải nhãn lần thứ 2 sôi trào, bộ rễ của thần tiên trà thụ cắm sâu trong hải nhãn bị chặt đứt, gốc trà thụ này liền hoảng loạn điên cuồng, thân thể to lớn hơn 10 vạn trượng bắt đầu thu nhỏ lại, ý đồ muốn trốn tránh Phương Hàn giảo sát thôn phệ. Phương Hàn mở lớn miệng, lần thứ 2 hút mạnh. Trong cái miệng thật lớn, một viên chí tôn long châu xoay tròn với tốc độ 100 triệu lần một cái nháy mắt, tạo thành một hắc động điên cuồng hấp thu, muốn nuốt toàn bộ thần tiên trà thụ vào trong. Thần tiên trà thụ khó thoát được một kiếp. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, chấn động mãnh liệt trừ trên bầu trời truyền tới, Phương Hàn nhìn thấy trên đỉnh đầu, trong một dòng xoáy thật lớn, xuất hiện một bàn tay đầy lân phiến màu lam nhạt chộp xuống, đầu ngón tay của bàn tay này tràn đầy lực lượng mạnh mẽ bá đạo, tùy tiện khẽ động đã làm cho Phương Hàn cảm giác được tất cả sinh linh bên trong Bát Bộ Phù Đồ bắt đầu rung lên, một cổ khí tức mang theo chư thiên thống trị, phủ xuống tại chỗ, tự nhiên loáng thoáng có khí tức đại thống trì. Thuật. Lực lượng ẩn chứa trong bàn tay này so với hư tiên còn cường hoành hơn, rốt cuộc là loại tồn tại gì? Trong Vạn Quy Tiên Đảo có loại nhân vật cấp độ này. Trong lòng Phương Hàn nhất thời kinh hãi, há mồm phun mạnh, Thương Sinh Đại Ấn bay ra, biến hóa thành hư cảnh Cực Đạo Đại Đế, Vô Cực Đại Thế Giới. Cực Đạo Đại Đế, một thân đế bào, trên tay nâng một viên cầu này chính là hư ảnh Vô Cực Đại Thế Giới, trong lúc chậm rãi xoay tròn, lực lượng Vô Cực Đại Thế Giới xuyên qua vô tận hư không truyền tới, gia trì vào toàn thân Đại Ấn, hình cầu càng lúc càng lớn, hầu như có thể che thiên tế nhật. Thương Sinh Đại Ấn, tiên khí viễn cổ, gặp phải kiếp số, đánh rớt cảnh giới biến thành tuyệt phẩm đạo khí, bất quá vẫn như cũ không thể coi thường. Có ẩn chứa nguyên linh Cực Đạo Đại Đế, chỉ cần thôi động pháp lực, có thể tan biến thiên địa, chấn động vũ trụ, điên đảo càng không, nghịch loạn thời không. Cực đạo thương sinh, nhất niệm như tiên, vô cực hóa thái, đạo trung hữu đạo. Cực Đạo Đại Đế tại giờ khắc này tự hồ như sống lại. Nhãn thần sắc bén, giống như hùng hăng ngạo thị cửu thiên, lòng dạ bao la, có thể bao dung sơn hà biển rộng, thân thể hạo hãn, có khí thể chống đỡ cả tinh không, trong mỗi chưởng ẩn chứa lực lượng vô tận, có uy vũ nâng lên cả đại thế giới. Vị đại đế này, vừa mới hiện ra, vừa lúc bàn tay Hải Hoàng trên bầu trời bắt xuống. Nhãn thần Cực Đạo Đại Đế quét ngang, hư ảnh Vô Cực Đại Thế Giới hình cầu đưa lên nghênh đón, y phục đế vương bay phất phới, quân tâm thiên địa, giống như thần đế thượng cổ, chinh phạt tư phương. Ầm. Bàn tay thật lớn và hư ảnh Vô Cực Đại Thế Giới va chạm cùng một chỗ, bàn tay màu lam kia vỡ tan, mà hư ảnh Cực Đạo Đại Đế cũng bị chấn động đánh tan thành từng mảnh nhỏ, Thương Sinh Đại Ấn biến thành một ngọc tỷ lớn chừng nắm tay, bắn ngược trở về, tiến vào trong cái miệng to lớn của Phương Hàn. Sau một kích này, Phương Hàn chỉ cảm thấy huyết khí toàn thân bốc lên, khi Thương Sinh Đại Ấn va chạm, gặp phải một kích vô cùng nặng nề, rất nhiều cấm chế trong đó lập tức dừng trạng thái vận chuyển, khí linh thần thú vương Bạch Hy tại chỗ sâu trong Đại Ấn mạnh mẽ phun ra máu tươi, bị chấn động thương nặng. Vật gì? Hung mãnh như vậy. Tuy rằng chỉ một kích đã chấn bay Thương Sinh Đại Ấn trở lại, thế nhưng cũng giúp cho Phương Hàn tranh thủ cơ hội. Ký thôn thiên địa, tổ long phệ nhật. Thần tiên trà thụ, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, bị Phương Hàn cường ngạnh hút vào trong thế giới của chính mình, sau đó thế giới lực bạo phát, một cổ lực lượng thôn phệ, đồng thời Cô Vinh Chân Quân trong Bát Bộ Phù Đồ đột nhiên thi triển ra Quỷ Phủ Thần Công Đại Tiên Thuật, chém giết thẳng tới thần tiên trà thụ, xoẹt xoẹt xoẹt, liền chém giết đến vụn gỗ bay tán loạn, nguyên khí bắn ra bốn phía. Quỷ Phủ Thần Công Đại Tiên Thuật, tự hồ có một loại khắc chế trời sinh đối với vật một hệ. Thần tiên trà thụ này bị chém đến gào thét liên hồi, nhưng lại không thể làm gì được, kiệt lực muốn hóa giải khí tức phù lục chân tiên trong cơ thể, thế nhưng vẫn bị luyện hóa từng chút một. Trong thế giới của Phương Hàn, thuần dương đang thiêu đốt, thời gian gia tốc, tất cả sinh linh, long tộc, thần linh tự nhiên đều phối hợp với Phương Hàn luyện chế thần tiên trà thụ. Khí tức thần tiên trà thụ không ngừng bị luyện hóa, vô số một khí tinh thuần, liên tục tỏa ra trong thế giới của Phương Hàn. Vốn thế giới của Phương Hàn phi thường kiên cố, hiện tại có thêm khí tức một hệ bồi dưỡng, sinh cơ vô tận bắt đầu tràn ngập, càng nhiều không gian bắt đầu diễn sinh ra, bức tường thế giới cũng bắt đầu mở rộng hơn, tại một ít thổ địa cằn cỗi, cũng đã sinh trưởng ra một đám cây cối thật lớn, có một số cổ mộc, rễ cắm sâu kết nối với nhau, sinh trưởng to lớn tới 100.000 trượng. Liếc mắt nhìn lại, thế giới của Phương Hàn dần dần biến thành rừng rậm nguyên thủy cổ lão, những cây đại thụ cổ lão này đều sinh ra linh lực vô cùng cường đại, thậm chí đã bắt đầu sản sinh tư duy, bắt đầu biến hóa thành thụ yêu. Thế giới bản mạng, không ngừng dung nhập cường đại, pháp bảo càng thêm kiên cố. Thần tiên trà thụ chính là thần tiên thượng cổ đích thân trồng, sinh cơ cường đại, bản thân có thể so sánh được với một cao thủ trường sinh bí cảnh hỗn động cảnh. Một khi bị dung nhập vào trong thế giới bản mạng của Phương Hàn, lập tức sản sinh ra sinh cơ nghiêng trời lệch đất, phàm là sinh linh tiến vào trong thế giới của Phương Hàn đều nhận được ích lợi vô cùng to lớn, tu vi tăng tiến cực nhanh. Phương Hàn một mặt luyện hóa thần tiên trà thụ bên trong thế giới của chính mình, một mặt vận chuyển thần thông bản thân, dò xét hướng về phía trước, liền cảm thấy được một hình thể hải hoàng màu lam nhạt thật lớn hạ xuống giữa hải nhãn. Đối mặt với hình thể hải hoàng này, trong lòng hắn không chút sợ hãi, biết đây là một loại nghi thức tà ác nào đó, triệu hồi chân linh hải hoàng đến từ viễn cổ xuất hiện, so với thánh tế đại tiên thuật của hắn rất giống nhau. Tế tự, triệu hoán, hai loại thủ đoạn này, ùng ùng biến hóa. Nguyên lý trong đó đều là phương pháp hướng về một tồn tại cường đại nào đó trong hư không mang mang, cống hiến linh hồn, nguyên khí, thọ mệnh để đổi lấy lực lượng mạnh mẽ tạm thời dùng trong thời gian ngắn. Phương Hàn, đây là hải hoàng viễn cổ, tại thời đại Thái Cổ, chính là người sáng lập ra văn minh Hải Dương. Thậm chí trước Tam Hoàng xuất hiện, thống trị Hải Dương, xâm lấn đại lục. Sau đó đã từng sinh ra chiến tranh với Tam Hoàng. Diêm nhìn hư ảnh hải hoàng thật lớn phủ xuống, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Đúng sao? Hiện tại tinh thần Phương Hàn tràn ngập, toàn thân long tinh hổ mãnh, thôn phệ luyện hóa thần tiên trà thụ, tự nhiên là nguyên khí sung túc, tràn đầy khí lực sử dụng không hết, coi như là cao thủ cấp bậc chân tiên cũng đủ tự tin đánh một trận. Thương Sinh Đại Ấn trong cơ thể hơi chút vận chuyển, vô số nguyên khí đưa vào trong đó, thần thú Bạch Hy cũng long tinh hổ mãnh. Vô số cấm chế trong đại án này không chỉ đã khôi phục lại vận chuyển, mà còn vận chuyển càng thêm mãnh liệt hơn trước. Tất cả các pháp bảo đều được tế ra, thân thể hồng hoang tổ long, lân phiến toàn bộ mở, nhất là bộ phận nghịch lân cũng bắt đầu rầm rầm chấn động. Long có nghịch lân, xúc phạm phải chết. Nghịch lân hồng hoang tổ long, càng là như vậy. Nghịch lân cuốn, đại biểu cho long bắt đầu phẫn nộ rồi. Lực lượng điên cuồng bành trướng, long cuồng bạo, cực kỳ kinh khủng. Đại uy hoang long, chưởng khống thiên địa. Phương Hàn hóa thành hồng hoang tổ long, một trảo chụp về phía hải hoàng, mỗi một khối lân phiến đều lớn chừng 100 mẫu, lực lượng kinh khủng ẩn chứa khí tức hồng hoang, đến từ túc thiên địa vừa mới sơ khai. Một trảo này, Phương Hàn đã thôi động thế giới trong cơ thể chính mình, tốc độ luyện hóa thần tiên trà thụ càng thêm nhanh hơn, thậm chí một ít pháp tắc trong thân thần tiên trà thụ cũng bị dao động, dần dần bị hút vào trong Chí Tôn Long Châu tại Bát Bộ Phù Đồ. Bản thân Phương Hàn không thể luyện hóa được pháp tắc trong thân thần tiên trà thụ, thế nhưng pháp bảo bản mạng Bát Bộ Phù Đồ lại có thể hấp thu, khi hấp thu tiến nhập, không chỉ càng thêm lợi hại, hơn nữa còn tạo dựng cơ sở kiên cố cho sau này lục sát trở thành tuyệt phẩm đạo khí. Tại giờ khắc này, Phương Hàn tự hồ như đã có thêm một ít năng lực của thần tiên trà thụ, thân thể và huyền thủy hắc khí trong hải nhãn kết hợp chặt chẽ với nhau, lỗ chân lông toàn thân mở ra, vô số huyền thủy hắc khí cuộn cuộn tràn vào không dứt. Huyền thủy hắc khí chính là bản nguyên hệ thủy, còn lợi hại hơn nhược thủy rất nhiều, mỗi một giọt huyền thủy hắc khí đều ẩn chứa thời không lực, nói cách khác, nếu như lấy ra một tia huyền thủy hắc khí ngưng tụ thành giọt, phóng ra bên ngoài, liền có thể diễn biến thành một động thiên, một động phủ tiên nhân thượng cổ. Huyền thủy hắc khí này không ngừng cuồn cuộn dũng mãnh tràn vào trong thế giới bản mạng của Phương Hàn, lập tức lần thứ hai sản sinh biến hóa, tinh thần lẫn thân xác Phương Hàn kết hợp liên hệ chặt chẽ với hải nhãn, tinh thần thế giới diễn sinh vô cùng vô tận, liền thấy tại biển trời rộng mênh mông, một quả nhãn cầu thật lớn, dưới đáy biển, liên tục lấp lóe, mà quả nhãn cầu này với hải nhãn có một loại liên hệ mật thiết không thể nào phân tích được. Đây cũng chính là kết quả mà hắn muốn. Thông phệ thần tiên trà thụ, thành lập mối liên hệ mật thiết với hải nhãn, sau đó thu toàn bộ hải nhãn. Bất quá, tuy rằng hắn và hải nhãn đã thành lập mối liên hệ mật thiết, thế nhưng hơi một chút khẽ động, liền thấy hải nhãn đã biến mất, căn bản không thể nào bắt được vào tay. Suy nghĩ một chút, mỗi một giọt huyền thủy hắc khí làm phép ra đều diễn biến thành một động thiên, toàn bộ hải nhãn sẽ có lực lượng không gian cường đại cỡ nào. Lấy tu vi hiện tại của hắn, căn bản không có khả năng làm được. Lực lượng hải nhãn này, thực trâm trọng, ta thu nó thực giống như là con chuồn chuồn nho nhỏ lay cột đình, căn bản không có khả năng. Bất quá có thể thành lập mối liên hệ chặt chẽ với hải nhãn thì đã thành công hơn phân nửa việc cướp đoạt căn cơ Vạn Quy Tiên Đảo, chỗ tốt thu được rất nhiều. Tuy rằng không thể thu được hải nhãn, thế nhưng Phương Hàn và hải nhãn kết hợp chặt chẽ với nhau, vô số huyền thủy hắc khí trong hải nhãn cuồn cuộn truyền tới làm cho toàn bộ thân thể hồng hoang tổ long phát ra khí tức so với hải hoàng còn tiếp cận bản nguyên hệ thủy hơn nhiều. Đại hải vô lượng. Khi hải hoàng phủ xuống hải nhãn, thấy Phương Hàn đánh một long trảo chọc tới, trên mặt liền hiện ra nụ cười khinh miệt, thực giống như một con mãnh hổ nhìn con thỏ trắng nho nhỏ, thần thái không biết tự lượng sức biểu hiện vô cùng tinh tế. Trong miệng hải hoàng còn phun ra bốn chữ, tức thì một cổ lực lượng tản mát đi, hải nhãn tự hồ bị khí tức nào đó cảm nhiễm, huyền thủy hắc khí bên trong cư nhiên bắt đầu dừng vận chuyển. Trảm long. Xoẹt. Hải hoàng bước về phía trước một bước, thánh kiếm to lớn trong tay giơ lên cao rồi bổ xuống, kiếm chưa tới mà kiếm thế đã hoàn toàn bao phủ thân thể Phương Hàn, mỗi một mảnh lân phiến đều bị kiếm khí kích thích, toàn bộ chấn động dữ dội, có một chút lạnh run. Đây là kiếm gì? Phương Hàn lập tức rút long trảo lại, thân thể vặn vẹo, thu nhỏ thân thể hồng hoang tổ long, chạy trốn bên trong hải nhãn, né tránh kiếm thế. Hắn đã cảm giác được, thanh thánh kiếm trong tay hải hoàng, tuy rằng chỉ là hư ảnh, thế nhưng uy lực cực mạnh, thậm chí không thua gì so với Huyền Vô Cô thi triển ra hư ảnh báo thù chi mâu. Hư ảnh thanh kiếm này, chỉ hơi lướt qua, thân thể cũng bị hư hỏng, tinh khí đại thương, khó có thể khôi phục lại hoàn toàn. Phương Hàn, ngươi phải cẩn thận, đây chính là hư ảnh vương phẩm tiên khí, một khi bị đánh trúng, pháp tắc tan vỡ, linh hồn cũng có thể bị câu đi. Diêm vội vàng nói. Lần trước báo thù chi mâu cũng là vương phẩm tiên khí, ta chỉ biết là linh khí, bảo khí, đạo khí chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, lẽ nào tiên khí khác so với những loại này sao? Phương Hàn đột nhiên hỏi, đối với đẳng cấp tiên khí, hắn thực sự rất không rõ ràng. Tiên khí chia làm rất nhiều phẩm cấp, trên tuyệt phẩm tiên khí còn có vương phẩm, thánh phẩm. Phàm là những tiên khí đạt tới vương phẩm đều được xưng là đại năng, không bị bất cứ cái gì khống chế, lực lượng phóng xạ tới vô tận thời không, vô số thế giới, vô số dị độ không gian, sau đó chỉ cần bất cứ sinh linh nào nắm giữ được vương phẩm tiên khí và pháp môn câu thông, thông qua hình thức hiến tế, có thể mượn được lực lượng của vương phẩm tiên khí. Diêm nói. Như vậy đại năng, mở tế đàn. Ý niệm phóng xạ vô số hư không, phải biết rằng, tiên giới đại năng đều không thể truyền lực lượng xuống hạ giới, vương phẩm tiên khí cư nhiên có thể làm được. Trong lòng Phương Hàn chấn động, thân thể lần thứ hai giãy dụa, thi triển ra long hình cửu biến ghi chép trong thiên long bí kíp, thấy đầu không thấy đuôi, tránh khỏi hải hoàng chém giết. Trong lúc này, kiếm thuật của hải hoàng thay đổi, hư ảnh thất lạc chi kiếm nhộn nhạo nổi lên một tầng kiếm khí, đột nhiên thi triển ra một bộ kiếm thuật đại khí bàn bạc, lại mang theo sát khí, thẳng hướng công kích Phương Hàn. Tồn tại hèn mọn, ngươi tuy rằng biến hóa ra hư ảnh hồng hoang tổ long, thế nhưng cũng không thể ngăn cản được thất lạc chi kiếm của ta, uy nghiêm một tia chân linh của bản hoàng, ngươi cư nhiên dám cãi lời, tội không thể tha thứ, bất quá ta sẽ để ngươi kiến thức tuyệt học thiên giới, thiên vương đồ long tam thập lục thức sát đạo. Trong lúc kiếm thế của Hải Hoàng chấn động, cư nhiên phát ra thanh âm vô cùng rõ ràng, thanh âm này ẩn hàm uy nghiêm vô thượng, còn có áp bách. Kiếm thuật của hắn cư nhiên là một bộ tiên thuật, thế nhưng trong thân thể rõ ràng không có dấu hiệu vận chuyển thần thông. Thiên vương đồ long kiếm pháp chính là nhằm vào thân thể hồng hoang tổ long, kiếm thế toàn lực triển khai, hồng hoang tổ long triển khai hình thể, cư nhiên không thể hấp thu được bát bộ chân long khí đến từ hư không, thông đạo long giới bị phong tỏa triệt để. Kiếm thế này triển khai, nơi nơi đều là kiếm quang, giống như tơ nhện, rất nhiều kiếm khi tìm được khe long lân, chui vào bên trong, phá hư kết cấu hình thái thân thể hồng hoang tổ long, muốn tan rã thân thể Phương Hàn. May mà Phương Hàn đã thành công dung nhập chúng thần tháp vào bát bộ phù đồ, nếu như không phải sợ rằng dưới bộ thiên vương đồ long kiếm này, bát bộ phù đồ liền bị tan rã, cấm pháp bên trong cũng bị phá hủy toàn bộ. Hải Hoàng này lợi hại như vậy. Thân thể hồng hoang tổ long của Phương Hàn không thể vận chuyển hấp thu long khí, thần niệm khẽ động liền tung ra mấy tấm phù lục, vần quanh bên người. Phù lục này chính là do cao thủ hư tiên, chân tiên dùng tinh khí để luyện chế ra, mấy hư ảnh cường đại hư tiên, chân tiên xuất hiện giữa không trung, thế nhưng Hải Hoàng căn bản mặc kệ, chỉ cười nhạt, trường kiếm trong tay tùy ý vung vẩy, phù lục liền bị nghiền nát toàn bộ, hóa thành tro tàn. Dĩ nhiên chiếm ưu thế áp đảo. Không có pháp bảo nào có thể chống lại hư ảnh thất lạc chi kiếm chém giết. Coi như là thương sinh đại ấn, Hoàng Tuyền Đồ nếu trúng một kích, chân linh trong đó cũng bị trọng thương, muốn khôi phục vô cùng khó khăn. Xoẹt xoẹt. Hải Hoàng xếp sau áp bách, một kiếm đã đâm trúng vào nghịch lân trên thân thể hồng hoang tổ long. Phương Hàn lập tức phát ra tiếng trống giận, thân thể biến hình, thoát khỏi trạng thái nhân bảo hợp nhất, bát bộ phù đồ bay lên, bị Hải Hoàng đâm một kiếm vào trong cơ thể đẩy bật ra ngoài. Tồn tại hèn mọn, dưới kiếm phục chu. Hải Hoàng mạnh mẽ bước về phía trước một bước, trường kiếm trong tay tại không trung vẽ ra một quỹ tích vô cùng huyền diệu, phong tỏa tất cả lộ tuyến tấn công của Phương Hàn, lại một kim đâm tới thân thể Phương Hàn. Một kiếm này, Hải Hoàng đoán chắc, Phương Hàn không thể né tránh, tránh cũng không thể tránh, trên mặt nở nụ cười. Đột nhiên trong lúc đó, Phương Hàn mở rộng thế giới của chính mình, dĩ nhiên muốn hút kiếm khí vào bên trong, ý đồ dùng thế giới lực để hóa giải kiếm khí. Tồn tại hèn mọn, thế giới nho nhỏ có thể hóa giải được ý chí thất lạc chi kiếm hay sao? Ta vừa lúc đánh bại pháp tắc thế giới của ngươi, cho ngươi thất bại thảm hại. Ý niệm của Hải Hoàng giống như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, thôi động kiếm khí, giống như thần quang xuyên thủy vũ trụ, trực tiếp tràn vào sâu trong thế giới của Phương Hàn, một đi không trở lại, căn bản không cần cố kỵ bất cứ ngăn cản nào, bất luận tồn tại nào có can đảm ngăn cản kiếm khí đều bị xé rách. Thế giới thực cường đại, một tồn tại hèn mọn cư nhiên có thể có thế giới cường đại như vậy, thực sự làm cho ta khiếp sợ. Bất quá, vẫn như cũ không thể chống đỡ được một nhát chém của thất lạc chi kiếm. Hải Hoàng đâm vào thế giới của Phương Hàn, cảm giác kiếm khí gặp phải lực lượng cản trở, trong lòng vô cùng kinh ngạc, hắn không khỏi lần thứ hai tăng thêm lực lượng. Lập tức, Phương Hàn phải đối mặt với tình cảnh vô cùng nguy hiểm, loại nguy hiểm đến từ thất lạc chi kiếm, một khi tiến vào thế giới trong cơ thể, khẳng định tạo thành phá hủy trên diện rộng. Thế nhưng, trên mặt Phương Hàn lại hiện ra nụ cười quỷ dị đến cực điểm, tự hồ như thỏa mãn vì âm mưu đã thực hiện thành công. Tại chỗ sâu trong thế giới của hắn, có một thứ gì đó vô cùng khổng lồ, đột nhiên lao ra. Huyền Vô Cô, ngươi bị phong ấn trong thế giới của ta đã tịch mịch lâu lắm rồi, trợ giúp ta chống lại lực lượng thất lạc chi kiếm đi thôi. Ầm ầm. Phương Hàn liền mở toàn bộ phong ấn trên người Huyền Vô Cô. Tôn cao thủ hư tiên Huyền Vô Cô bị Phương Hàn trấn áp bên trong thế giới, tiếp thu tạo vật khí tế luyện, Phương Hàn không có lúc nào không liên tục duy trì tế luyện hắn, muốn độ hóa hắn, bất quá muốn độ hóa một cao thủ đẳng cấp hư tiên, cho dù là hư tiên nhỏ yếu hơn nữa thì cũng không phải là một chuyện đơn giản, coi như là Phương Hàn đã đánh vào cơ thể hắn tà khí vạn ác chi nguyên, thế nhưng cũng chỉ có thể trói buộc được mà không thể luyện hóa, hoặc là độ hóa, trừ phi là Huyền Vô Cô lại tiếp tục bị một bước suy yếu. Bất quá, muốn làm cho Huyền Vô Cô tiếp tục suy yếu một bước nữa, thì Phương Hàn cũng phải liên tục tế luyện hàng ngày, dùng thời gian trăm vạn năm mới thành công, cho đến lúc đó, thọ mệnh bản thân cũng đã xong, thân bằng cố hữu chết hết toàn bộ. Thế nhưng, hiện tại cơ hội tới rồi. Hải Hoàng thi triển ra hư ảnh thất lạc chi kiếm, một kiếm đâm vào thế giới trong cơ thể Phương Hàn, lực phá hoại khủng khiếp không gì sánh được, Phương Hàn liền mang Huyền Vô Cô ra ngoài chống đỡ tai họa, sau đó lưỡng bại câu thương, đến lúc đó hắn có thể thừa cơ độ hóa Huyền Vô Cô, lại có thể chống đối được thần uy của Hải Hoàng, có thể nói là một tiễn song điêu, một hòn đá ném hai chim, kế mượn đao giết người, lần thứ hai vận dụng hoàn mỹ. Thủ đoạn mà Phương Hàn am hiểu nhất chính là mượn đao giết người. Phương Hàn, ngươi cư nhiên dám lấy ta ra để chống đối lại tai họa. Hư ảnh vương phẩm đạo khí. Huyền Vô Cô bị Phương Hàn mở phong ấn, ném ra ngoài, liền nhìn thấy thất lạc chi kiếm chém giết tới, hướng thẳng về phía thân thể chính mình, hắn muốn tránh khỏi kiếm này, thế nhưng lại không có tác dụng, chỉ có thể trớ chú điên cuồng, hận không thể ngay lập tức rút gân lột da cắn xé Phương Hàn thành thịt nát. Thất lạc chi kiếm mang theo khí tức vương phẩm tiên khí, chém qua thân thể của hắn, mở qua làn da, cốt cách, không gian trong cơ thể, khi gặp được mầm móng pháp tắc hư tiên trong cơ thể, đột nhiên chấn động mạnh mẽ, tự hồ như bị kiềm chế lại. Hư tiên, tuy rằng không phải ý nghĩa tiên nhân chân chính, thế nhưng trong cơ thể đã co động được hư ảnh tiên đạo pháp tắc, mà Hải Hoàng thi triển ra thất lạc chi kiếm, dù sao cũng chỉ là hư ảo, không phải thực thể, đụng tới tiên đạo pháp tắc, nhất thời khó có thể đánh ngại ngay được. Thế nhưng, thanh thất lạc chi kiếm này đột nhiên chấn động, lần thứ hai bộc phát ra tiếng ngâm dài. Ầm một tiếng, mang theo tiếng Huyền Vô Cô kêu thảm thiết, thậm chí bao gồm cả thế giới trong cơ thể, đều ảm đạm rất nhiều. Tuy nhiên, hư ảnh thất lạc chi kiếm kia cũng bị chấn động tới mức xuất hiện vết nứt vẽ, quang mang vẫn lấp lánh bên ngoài nhạt dần. Hư tiên. Trong thế giới của ngươi cư nhiên ẩn giấu một hư tiên. Bất quá cũng chỉ tiêu hao được một điểm nguyên khí của ta mà thôi, lượng nguyên khí còn lại của ta cũng đủ để đánh nát mầm móng pháp tắc thế giới của ngươi, xuyên toa vạn giới, tan biến thế giới, ám sát. Hải Hoàng lần thứ hai chấn động bảo kiếm, trực tiếp tìm tới mầm móng pháp tắc trung ương nhất trong thế giới của Phương Hàn, một kiếm đâm vào thế nhưng chỉ vang lên tiếng đinh đinh, hư ảnh thất lạc chi kiếm va chạm với mảnh vỡ tạo hóa thần khí hình mai rùa. Trên mặt mảnh vỡ, mai rùa, lần thứ hai phóng xuất ra càng nhiều khí tức đến từ uy nghiêm tạo hóa thần khí, phản kích ngược trở lại. Thất lạc chi kiếm lạnh rung. Loáng thoáng, Phương Hàn tự hồ cảm thấy được trong hư không thái cổ, một tôn thần linh cự đại không gì sánh được, quay mặt sang một tôn thần linh nhỏ bé hơn mở miệng nói, ngươi, một vương phẩm tiên khí nho nhỏ, cư nhiên dám khiêu chiến oai nghiêm tạo hóa, ai cho ngươi lá gan, là ai cho ngươi lá gan. Chớp mắt liền trở lại hiện tại, hư ảnh thất lạc chi kiếm kia, tự nhiên bị tàn phiến, mai rùa, chấn động tới mức tan nát thành từng mảnh nhỏ. Tại sao có thể như vậy, trong thế giới của ngươi cư nhiên có mảnh vỡ tạo hóa thần khí? Không sai, chính là uy nghiêm tạo hóa, tọa hóa thần khí trong truyền thuyết. Thân thể Hải Hoàng lui nhanh, trên mặt cư nhiên hiện ra vẻ sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là ai, mảnh vỡ tạo hóa thần khí? Tự nhiên có thể bị luyện hóa. Huyền Vô Cô, độ hóa. Đại phổ độ thuật, đại khôi lỗi thuật, 3000 đại đạo, vận chuyển cực hạn, trấn áp muôn phương. Phương Hàn nắm chắc một tia cơ hội này, vận chuyển tất cả lực lượng, triệu hồi tất cả pháp bảo lẫn bát bộ phù đồ trở về, đánh vào trong thế giới chính mình, vận chuyển mạnh mẽ, thời gian gia tốc hàng nghìn lần, hàng vạn lần. Hiện tại trong bát bộ phù đồ có vô số thiên long tộc, vô số thần linh tự nhiên cường đại, mấy đầu thần hoàng, sinh ra nguyên lực cực lớn, tu luyện đại phổ độ thiện quang cũng cực kỳ nhuần nhuyễn. Pháp tắc hư tiên của Huyền Vô Cô bị trảm phá, tạm thời không thể phát huy được tác dụng, đúng lúc thích hợp luyện hóa. Cô Vinh Chân Quân đầu tiên phóng ra đại phổ độ thiền quang cường liệt, thân hình thủ nhỏ lại thành một đoàn, tiến vào sâu trong đầu Huyền Vô Cô. Huyền Vô Cô lúc này chân chính là nỏ mạnh hết đà. Trong thân thể có oán khí vạn ác chi nguyên, pháp tắc hư tiên lại bị trảm phá, tạm thời thoái hóa xuống cảnh giới hỗn động, cũng bị độ hóa không phải là không có khả năng. Đủ 30 triệu thuần dương đan dược bắt đầu thiêu đốt, vô số thuần dương chân hỏa, nghịch chuyển thời gian. Trong nháy mắt đã là 1000 năm. Trong 1000 năm này, Huyền Vô Cô rốt cuộc bị tan vỡ thần niệm, bắt đầu hiện ra bộ dáng mê man, cuối cùng, tất cả thần thái đều an tường, mở mặt, thành kính không gì sánh được, hai tay tạo thành hình chữ thập. Chủ nhân, ta thành tâm quy y. Từ nay về sau, núi đao biển lửa, nơi lê địa ngục, chỉ cần chủ nhân nói một câu, ta không vào không được. Huyền Cô Vô, cao thủ đẳng cấp hư tiên cứ như vậy bị độ hóa. Tại thời khắc Phương Hàn độ hóa Huyền Vô Cô thành công, trong lòng vui vẻ. Đây có thể coi như kết quả tốt nhất, đạt thành mong muốn, không cần đề cao cảnh giới đã có thể độ hóa được Huyền Vô Cô, tất cả đều phải kể tới công lao to lớn của Vạn Quy Tiên Đảo. Huyền Vô Cô, ngươi nhanh nhanh dùng đan dược, trị hết thương thế, ta một lần nữa nghịch chuyển thời gian. Chữa trị pháp tắc hư tiên của ngươi, tiến vào trong Bát Bộ Phù Đồ, làm việc cho ta. Cung cấp lực lượng cho ta. Ý niệm trong đầu Phương Hàn chuyển động, thuần dương đan dược lại tiếp tục thiêu đốt, trong sát na, thời gian tại Bát Bộ Phù Đồ đã trôi qua mấy trăm năm. Thương thế của Huyền Vô Cô đã được rất nhiều tiên đan trong Hoang Thần Chi Thi chữa trị hết, pháp tắc hư tiên cũng đã được bổ sung lại, thực lực đã khôi phục hơn phân nửa, sống nhờ tại Bát Bộ Phù Đồ, vô số nguyện lực này lập tức sinh ra. Ầm ầm ầm. Chỉ cần một người Huyền Vô Cô cầu khẩn, nguyện lực quanh thân, giống như hải dương dâng tràn liên tục, để toàn bộ không gian trong Bát Bộ Phù Đồ liền nhét đầy, bên trong nửa tuyệt phẩm đạo khí này, rất nhiều trận pháp lớn nhỏ càng thêm viên mãn. Hiện tại, nguyện lực sản sinh trong Bát Bộ Phù Đồ, phun ra nuốt vào đối với nguyên khí tiên giới, thậm chí đã vượt qua tổng số 40 ức thiên ma trước kia. Cái gì là hư tiên? Đây là hư tiên. Một người so với 100 ức, không chút thua kém, vượt qua lôi phạt tiên giới, hình thái sinh mệnh khác nhau, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Nghĩ không ra, độ hóa hư tiên, cư nhiên lại mạnh mẽ tới như vậy. Trong lòng Phương Hàn âm thầm chấn động, không hề nghĩ tới, khi cao thủ hư tiên bị độ hóa sẽ sinh ra biến hóa to lớn tới như vậy. Hải Hoàng, đa tạ Thất Lạc Chi Kiếm của ngươi, trợ giúp ta hoàn thành một đại sự, triệt để tiêu trừ tai họa ngầm. Tất cả những biến hóa xảy ra trong cơ thể Phương Hàn đều chỉ trong sát na, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Hải Hoàng thối lui tới chỗ sâu nhất huyền thủy hắc khí. Hắn hiện tại, đã độ hóa thành công một hư tiên. Bát Bộ Phù Đồ khẽ động, liền xuất hiện tiên khí cuồn cuộn, bắn ra hàng tỷ hào quang, những hào quang này làm cho tất cả huyền thủy hắc khí xung quanh tản mát, thẳng truy đuổi Hải Hoàng. Hiện tại, thực lực của ta đã gia tăng liền mấy lần. Hải Hoàng, ngươi hãy trở về thiên giới, ta tiễn ngươi quy thiên. Sau đó, chờ ta tu luyện thành vô thượng thần thông, tiến vào tiên giới giết ngươi. Phương Hàn hơi chút vận chuyển pháp lực trong cơ thể, liền cảm giác được tiên khí bành trướng, lực lượng toàn thân sinh trưởng cuồn cuộn không ngừng, Bát Bộ Phù Đồ khẽ động, từ trong long giới truyền ra hàng tỷ hoang long gầm rú, khí tức man hoang từ trên người hắn tỏa ra cuồn cuộn. Ầm. Thân thể hắn kéo ra một thông đạo hư không dài tới hàng tỷ dặm, hai mắt bắt đầu run run, bàn tay to của hắn phá hủy vũ trụ, trong đó ẩn chứa pháp tắc tiên đạo, công kích về hướng Hải Hoàng. Biển rộng vô lượng. Trong tay Hải Hoàng đã không còn Thất Lạc Chi Kiếm, bàn tay trận đối mặt với Phương Hàn, thân thể hắn biến hóa, một quyền đánh ra, 100.000 đạo pháp tắc, cứng đối cứng. Mặc cho ngươi 100.000 pháp tắc cũng không có bất cứ tác dụng gì. Chỗ ta đến, 5 tháng không hề trôi qua, thương sinh không hề mục nát. Phương Hàn long hành hổ bộ, cước bộ liên tục, bàn tay trấn áp bầu trời, tiên khí trong cơ thể cuồn cuộn, quanh thân hiện ra 100.000 hắc động thời không, lực lượng của hắn lúc này không cách nào hình dung nổi. Ầm. Hai chưởng va chạm mạnh mẽ trong hải nhãn, thân thể màu lam nhạt của Hải Hoàng bắt đầu xuất hiện vết rách, thế nhưng vị tồn tại cổ lão này vẫn vô cùng lãnh tĩnh, vô số huyền thủy hắc khí bị hút vào trong cơ thể, quyền thế băng thiên. Tồn tại hèn mọn, ngay cả khi ngươi sử dụng quỷ kế cũng vẫn chỉ là tồn tại hèn mọn, vĩnh viễn không thể biến đổi thân phận của ngươi. Chờ khi ngươi tới tiên giới, ngươi sẽ phát hiện ta là tồn tại vĩ đại tới cỡ nào, băng thiên thức. Hải Hoàng đánh thẳng một quyền lên trời cao, tự hồ muốn câu thông tiên giới, lần thứ hai hấp thu lực lượng. Để ta tiễn ngươi trở lại tiên giới. Phương Hàn vung tay lên, luân hồi chi bàn thật lớn, che phủ cả trời cao, thân thể một lần nữa biến hóa thành quỷ phủ thần công đại tiên thuật, cự phủ chém giết, trực tiếp hạ xuống, để thân thể Hải Hoàng màu lam nhạt bị chia thành hai nửa. Hình thể Hải Hoàng từ từ biến mất, cuối cùng ầm một tiếng, tan vỡ trong hải nhãn, tạo thành một cơn lốc kịch liệt. Vạn Quy Tiên Đảo, các ngươi trói buộc ta, muốn mượn sức Hải Hoàng đối phó ta, lại thực không ngờ, ta tương kế tự kế, muốn đánh tan các ngươi từ bên trong, hiện tại các ngươi hãy tiếp thu nghiêm phạt và lửa giận của ta. Phương Hàn ngẩng đầu nhìn xuyên bầu trời, xuyên thấu qua vô biên vô hạn huyền thủy hắc khí, liền nhìn thấy tuyệt phẩm đạo khí quy tàn đại lục phương viên vạn dặm, trấn áp bên trên hải nhãn. Không tốt, Hải Hoàng cư nhiên bị đánh tan. Tại sao lại có thể như vậy? Hắn làm cách nào đánh tan Hải Hoàng, coi như là cao thủ hư tiên, dưới thất lạc chi kiếm cũng phải tan vỡ. Vạn Ngọc Thư mở to hai mắt, há to miệng, hoàn toàn không tin được sự thật trước mắt. Bởi vì Hải Hoàng tế chính là đòn sát thủ mạnh nhất Vạn Quy Tiên Đảo, coi như là Thái Nhất Môn cũng không biết, một khi thi triển loại thủ đoạn này, hoàn toàn có thể chém giết hư tiên. Thế nhưng lại không giết chết được một Phương Hàn nho nhỏ. Loại biến hóa này đã vượt quá sức tưởng tượng của tất cả Thái Thượng trưởng lão. Vừa rồi, tất cả Thái Thượng trưởng lão Vạn Quy Tiên Đảo đều thôi động pháp lực, vận chuyển hai mắt, quan sát tất cả đều nhìn thấy Hải Hoàng giết Phương Hàn tới mồ hôi đầm đìa, tùy thời có thể hủy diệt, thế nhưng trong nháy mắt, tình thế cư nhiên nghịch chuyển hoàn toàn, hư ảnh thất lạc chi kiếm bị nghiền nát, Hải Hoàng bị đánh tan vỡ, triệt để biến mất, ánh mắt Phương Hàn tập trung vào bọn họ, từ hải nhãn nhìn lên. Vì sao lại phát sinh nghịch chuyển? Vừa rồi không phải là Hải Hoàng đã đâm vào bản mạng thế giới của hắn rồi sao? Lẽ nào trong bản mạng thế giới của hắn có loại tồn tại kinh khủng nào đó? Dựa theo đạo lý, lúc này pháp tắc nghiệp chướng Phương Hàn hẳn là bị triệt để nghiền nát, tất cả bảo bối của hắn đều thuộc về Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta mới đúng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một ít Thái Thượng trưởng lão tu vi thấp, tâm lý bắt đầu xuất hiện tan vỡ. Đi! Phong tỏa quy tàn đại lục, mở ra cấm pháp lợi hại nhất. Vạn Ngọc Thư quyết định thật nhanh. Thế nhưng đã muộn, một thanh âm vang lên trên đầu bọn họ. Các ngươi chạy không thoát đâu, toàn bộ đều phải chôn vùi trong tay Phương Hàn ta. Từ hôm nay, môn phái Vạn Quy Tiên Đảo, một trong thập môn tiên đạo, triệt để xóa tên. Là thanh âm Phương Hàn. Đã muộn, Vạn Quy Tiên Đảo các ngươi tính toán thực tốt, tự nhiên có thể thi triển hai đại sát chiêu Hải Hoàng tế, vận dụng thất lạc chi kiếm, nếu như không phải là ta thì coi như một cao thủ hư tiên bình thường cũng sẽ bị các ngươi vây khống đến chết. Thanh âm của Phương Hàn liên tục càng quét trong quy tàn đại lục. Quy tàn đại lục vốn là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, so với thái cổ vẫn thạch của Quần Tinh Môn và Vũ Hóa Thiên Cung giống nhau, thậm chí còn muốn kiên cố hơn một chút, bất quá cũng vẫn chỉ là tuyệt phẩm đạo khí không vượt qua lôi kiếp, tuy rằng bên trong ẩn chứa rất nhiều không gian, thế nhưng Phương Hàn hơi chút trống giận, tức thì âm ầm bốn phương, âm ba hầu như phá hủy toàn bộ cấm chế trong tuyệt phẩm đạo khí này, xuyên thấu qua một ít không gian bí ẩn bên trong. Quy tàn đại lục, không biết có bao nhiêu đệ tử Vạn Quy Tiên Đảo sinh hoạt trong đó, có đệ tử nhục thân cảnh, thần thông cảnh, trường sinh cảnh. Giờ khắc này, đều đã biết Phương Hàn phá vỡ cấm chế thoát ra, hơn nữa còn đánh chết Hải Hoàng, thực lực lần thứ hai tăng trưởng mạnh, tiên đạo môn phái Vạn Quy Tiên Đảo đã tồn tại qua mấy vạn năm, giờ khắc này bị vây trong hoàn cảnh nguy hiểm cực độ. Tất cả các đệ tử đều bắt đầu khủng hoảng rồi. Khủng hoảng, giống như ôn dịch, không ngừng tràn lan trong Vạn Quy Tiên Đảo. Mà khủng hoảng nhất chính là trưởng giáo chí tôn Vạn Ngọc Thư, còn có Thái Thượng trưởng lão Vạn Hải Vương, Vạn Hải Hầu, bởi vì hiện tại bọn họ khẳng định phải đối mặt với lửa giận của Phương Hàn, còn có công kích của Tôn Ma Vương kinh khủng kia. Vốn ban đầu bọn họ đã định liệu không còn khe hở, bởi vì coi như là hư tiên, trong cơ thể có pháp tắc, dưới sự tấn công của Hải Hoàng sử dụng hư ảnh thất lạc chi kiếm cũng không thể bảo hộ được. Thế nhưng thiên tính vạn tính lại không hề tính toán tới trường hợp trong cơ thể Phương Hàn còn phong ấn một cao thủ hư tiên, không chỉ mượn lực lượng thất lạc chi kiếm độ hóa hư tiên, thực lực tăng vọt, mà còn dựa vào mảnh vỡ tạo hóa thần khí, mai rùa, thành công chặn giết, có thể đánh chết Hải Hoàng. Trận chiến này, cho tới hiện tại, tiết tấu luôn nắm giữ trong tay Phương Hàn. Các vị trưởng lão, nhanh liên hợp, gửi phù chiếu tới Thái Nhất Môn cầu cứu, chúng ta thôi động lực lượng vô thượng quy tàn đại lục, cố gắng phỏng thủ nhất thời nửa khắc, Thái Nhất Môn sẽ tới cứu viện, đến lúc đó Phương Hàn liền xong. Vạn Ngọc Thư gặp nguy không loạn, đột nhiên thân thể biến ảo, thi triển ra một loại thủ đoạn liên hợp. Tất cả các thái thượng trưởng lão, còn có đại trưởng lão, đều rống giận lên, vỗ mạnh hư không, thiên môn mở rộng, tinh khí bản mạng của chính mình bị ép ra ngoài, cư nhiên liên hợp thành một thể, tại vực sâu phía trước thúc đẩy biến hóa thành một đóa thánh hoa hải dương cực lớn. Đóa thánh hoa hải dương này có 8 mặt, đại biểu cho thiên địa bắc cực, mà trung ương thánh hoa, có 6 khỏa nhị hoa, đại biểu cho lục hợp khí. Bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn, vạn pháp quy nhất, thị vi vạn quy. Trong Vạn Quy Tiên Đảo, ít nhất có mấy nghìn trưởng lão, cộng thêm thái thượng trưởng lão, toàn bộ liên hợp lại, mượn lực lượng vô địch của quy tàn đại lục, có thể nói nghiền nát tất cả những tồn tại đối kháng. Nghiệp chướng Phương Hàn, ngươi không nên quát tháo, coi thường Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta thực sự không thể đối kháng được ngươi sao? Vạn Hải Vương gầm lớn. Các ngươi còn muốn truyền tin tới Thái Nhất Môn? Đâu có chuyện tiện nghi như vậy. Trước khi ta độ hóa được hư tiên, truyền tin của các ngươi đều bị ta chặn lại, huống chi hiện tại thực lực của ta đã bành trướng không biết bao nhiêu lần. Phương Hàn nhìn thấy đóa thánh hoa hải dương kia, đột nhiên khẽ động, đánh một chưởng tới. Huyền Vô Cô, để lực lượng của ngươi hợp nhất với ta. Trong một chưởng đánh ra này, ý niệm của Phương Hàn xuyên qua Chí Tôn Long Châu trong Bát Bộ Phù Đồ truyền tới Huyền Vô Cô. Đại cao thủ hư tiên này, không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực vận chuyển pháp tắc hư tiên, mạnh mẽ đánh vào cơ thể Phương Hàn, đồng thời đánh vào Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, Hắc Đế Triều Tịch Phiên, Thương Sinh Đại Ấn, Hoàng Tuyền Đồ. Pháp tắc thế giới, có thể thôi động tuyệt phẩm đạo khí phát ra uy lực cơ bản. Pháp tắc hỗn động có thể hoàn toàn thôi động tuyệt phẩm đạo khí. Mà pháp tắc hư tiên, có thể làm cho tuyệt phẩm đạo khí bắt đầu cuồng bạo, hơn nữa là cuồng bạo không cần trả bất cứ giá nào, bởi vì pháp tắc hư tiên có thể hoàn toàn thủ hộ mỗi một tầng cấm chế nhỏ nhất, cũng giống như một viên dũng tướng tuyệt thế, chiếm được thần binh khải giáp tha thiết ước mơ. Cùng là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, trong tay hư tiên thôi động, với hỗn động cảnh, giới vương cảnh thôi động, căn bản hoàn toàn khác nhau. Âm ầm. Đầu tiên là Thương Sinh Đại Ấn, mạnh mẽ bành trướng, biến thành một ngọn núi lớn giống như thần sơn thái cổ, bên trên, cực đạo đại đế, vô cực đại thế giới đều hiện ra. Lần này hư ảnh cực đạo đại đế so với trước đó rõ ràng hơn gấp 10 lần, một tấc da nhỏ nhất, lỗ chân lông đều hiện huyết nhục sống động, mà lực lượng vô cực đại thế giới, phá vỡ hư không, không ngừng rót vào. Ngay lúc đó, Hoàng Tuyền Đồ cũng mở ra, bao trùm vạn dặm, kéo dài tới tận hư không, tự nhiên bao vây toàn bộ quy tàn đại lục vào bên trong. Giờ khắc này, tất cả các đệ tử Vạn Quy Tiên Đảo, mặc kệ là trong thời không nào, đều có thể nhìn thấy được bầu trời quy tàn đại lục xuất hiện một luân bàn cực lớn, trên luân bàn, ma ảnh bay lượn, xoay quanh bất định, vô số cái bóng trên mặt tung bay chấn động, một cổ luân hồi lực vô cùng vô tận từ trên đó phát ra, có thể làm cho tất cả các thời không đều bắt đầu vặn vẹo. Bang 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 phanh. Vô số tiếng bạo tạc vang vọng khắp nơi, quy tàn đại lục bị Hoàng Tuyền Đồ bao vây lại, cũng bị lực lượng của luân hồi chi bàn làm cho vặn vẹo, một ít khối đại địa, dưới sự đè ép, biến hình. Trên quy tàn đại lục, một ít thời không trong nháy mắt bị hủy diệt, nghiền nát. Một ít cung điện cấm pháp kiên cố, cũng lung lay sắp đổ, hoàn toàn bị Hoàng Tuyền Đồ luyện hóa. Quy lực của Hoàng Tuyền Đồ, tự nhiên to lớn tới như vậy, hơi một chút triển khai, có thể bao vây toàn bộ quy tàn đại lục bên trong, muốn cường ngạnh luyện hóa một kiện tuyệt phẩm đạo khí cung cấp. Quy lực bá đạo không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ không ra, Hoàng Tuyền Đồ trong tay hư tiên lại có thể phát huy được uy lực to lớn tới như vậy, nếu như ta là hư tiên, vậy thì thi triển Hoàng Tuyền Đồ đối với những môn phái đứng đầu như Tiên Đạo Thập Môn, không phải trực tiếp triển khai luyện hóa toàn bộ môn phái rồi hay sao? Trong lòng Phương Hàn chấn động, đối với lực lượng của hư tiên lại thêm một tầng nhận thức rõ ràng. Bất quá hắn biết, chính mình tích xúc so với Huyền Vô Cô cường hoành hơn rất nhiều, sau này tu luyện tới hỗn động cảnh đại viên mãn, vượt qua lôi phạt tiên giới, thành tựu hư tiên sợ rằng so với thần tộc còn muốn gian nan hơn nhiều. Giết! Muôn vàng ý niệm trong đầu, chỉ ở trong chớp mắt hiện lên, Phương Hàn chuyển trưởng thành quyền, hung hăng đánh mạnh vào đóa thánh hoa hải dương. Một quyền này, không gian bắt đầu nứt vỡ, phía sau Phương Hàn hiển hiện ra dòng xoáy tinh không vô tận, tự hồ như xé rách tinh không, để lực lượng trăm nghìn tinh cầu kết hợp thành một, đưa vào trong cơ thể, vận chuyển bản mạnh đỉnh lô lực, lực lượng trong một quyền này, cư nhiên lên tới 1000 triệu. Phục! Thánh hoa hải dương bị Phương Hàn một quyền đánh tan, tất cả các trưởng lão, thái thượng trưởng lão Vạn Quy Tiên Đảo, toàn bộ đều phun ra một ngụm máu tươi. Trong đó một ít trưởng lão trường sinh bí cảnh, thân thể bị trực tiếp chấn động tan vỡ, bản mạng thiên địa pháp tắc tan rã, chỉ còn lại một ít ký hiệu thần thông bay loạn trong không trung. Vạn quy chân hóa, thọ mệnh nguyên khí. Phá sát hung đạo. Thấy tình cảnh như vậy, trưởng môn Vạn Ngọc Thư lần thứ hai đề thăng lực lượng, cùng với hai thái thượng trưởng lão Hải Vương, Hải Hầu phun ra một ngụm nguyên khí, một lần nữa điều động tất cả lực lượng, một ít thượng phẩm đạo khí, nửa tuyệt phẩm đạo khí đều bắt đầu thiêu đốt, từ trong thế giới bản mạng xoay tròn ra, không biết bọn họ quán thâu vào quy tàng đại lục một loại lực lượng nào đó, toàn bộ đại lục bắt đầu tản mát hào quang vạn trượng, tự nhiên chặn được Hoàng Tuyền Đồ tế luyện. Không có bất cứ tác dụng gì, các ngươi tiếp tục chống lại chỉ là phí công. Thân thể Phương Hàn đứng thẳng giống như thiên thần, một tay nâng Bát Bộ Phù Đồ, quyền nắm lại, 5 ngón tay rung động, đánh ra 1000 đạo thần quang, long khí. Lập tức, trong quy tàng đại lục, tất cả nguyên khí đều biến thành một đầu cự long cuồng bạo, triệt để bị long hóa, đây là do Phương Hàn thi triển ra bí quyết vạn vật hóa long. Bát Bộ Phù Đồ, Hồng Hoang Tổ Long, Thiên Địa Chân Long, tất cả sinh linh đều có long tính, long chi nhất tự, cao quy ung dung, vạn vật đỉnh, sinh sinh có một. Một cổ kinh văn huyền diệu từ thân thể Phương Hàn tràn ra, nguyên khí trên thân thể hắn càng mang theo lực hút vô cùng mạnh mẽ. Ầm ầm. Trong một thời không cách thân thể hắn rất gần, có rất nhiều không gian, là nơi Vạn Quy Tiên Đảo chứa đựng các loại dược liệu, thế nhưng bị Phương Hàn sử dụng bí quyết vạn vật hóa long hơi chút chấn động, cung điện trong các không gian này lập tức bị hòa tan, biến thành một con rồng, tiến nhập vào trong Bát Bộ Phù Đồ. Mà rất nhiều thưởng lão bị chấn nát thân thể, hoàn toàn mất đi năng lực chống lại, dĩ nhiên cũng chuyển hóa, biến thành một đầu cự long cường đại, bay vào chỗ sâu trong Bát Bộ Phù Đồ. Đây là ảo diệu vô thượng, bí quyết vạn vật hóa long sau khi Bát Bộ Phù Đồ luyện hóa thành công, đột hết thảy thành long, mặc kệ có phải là sinh linh hay không, coi như một đá nhỏ cũng có thể độ hóa thành thạch long. Phương Hàn thực hung ác, ngươi đây là muốn luyện hóa toàn bộ Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta thành long a. Vạn Ngọc Thư nhìn thấy một màn như vậy, nhãn thần đỏ hồng, triệu tập tất cả thái thượng trưởng lão, chặt chẽ đoàn kết một chỗ, chân khí cô động, muốn triệt để đối kháng với Phương Hàn. Trở thành long còn không được sao? Nhãn thần lẫn ngôn ngữ của Phương Hàn hiển hiện sắc bén trước nay chưa từng có. Ta cho Vạn Quy Tiên Đảo các ngươi cơ hội rồi, đáng tiếc các ngươi lại không quý trọng, ngược lại ám toán ta, chẳng lẽ các ngươi không biết rằng, tất cả những kẻ ám toán ta đều đã tử vong rồi sao? Trong lúc nói chuyện, lực lượng của Phương Hàn càng thêm cường đại, càng lúc càng bạo liệt, từng tầng pháp lực rung động giống như con sóng truyền đi, lấy hắn làm trung tâm, tất cả mọi thứ trên quy tàng đại lục đều biến thành dịch thể, sau đó dịch thể này biến hóa thành thần long, từng đầu thần long, dương nanh múa vuốt, lấy Bát Bộ Phù Đồ làm trung tâm, trong quy tàng đại lục, triển khai công kích hung hãn, chém giết điên cuồng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ quy tàng đại lục đều biến thành một biển cả tai nạn. Nơi nơi đều là tiếng kêu la thảm thiết, phàm là những đệ tử bị giết chết, lần thứ hai biến hóa thành thần long, trong sát na, giống như quả cầu tuyết càng lăn lại càng lớn. Phương Hàn triệt để muốn làm cho toàn bộ quy tàng đại lục bị long hóa, cũng giống như chúng thần tháp bị luyện hóa. Đương nhiên, lúc luyện hóa chúng thần tháp, pháp lực của Phương Hàn còn yếu nhược, hiện tại độ hóa hư tiên, pháp lực tăng vọt, luyện hóa quy tàng đại lục cũng không phải là chuyện gì khó. Tuy rằng nói có luyện hóa thành công cũng không thể làm cho Bát Bộ Phù Đồ tấn chức, thế nhưng Bát Bộ Phù Đồ muốn tấn chức trở thành tuyệt phẩm đạo khí chân chính, còn phải trải qua một hồi kiếp số, tích xúc lực lượng càng nhiều càng tốt. Liều mạng. Vạn Ngọc Thư và tất cả các thái thượng trưởng lão đều ngưng tụ cùng một chỗ, huyết nhục dung hợp với nhau, pháp lực cô động lại, hợp thành một cự nhiên chọc trời, toàn thân đều hiện rõ cơ bắp căng tròn, hơn nữa huyết nhục của cự nhân chọc trời cùng với quy tàng đại lục tự hồ biến thành màu sắc giống như nhau, nhân bảo hợp nhất, tuy hai mà một. nhân bảo hợp nhất. Phương Hàn sửng sốt, cũng không ngờ tới cư nhiên tất cả Thái Thượng trưởng lão Vạn Quy Tiên Đảo cô động cùng một chỗ lại hợp thành một cự nhân chọc trời, cư nhiên có thể cùng với Quy Tàn Đại Lục nhân bảo hợp nhất. Dựa theo đạo lý, nhân bảo hợp nhất chỉ có pháp bảo bản mạng mà chính mình tế luyện ra mới có thể thực hiện được. Đương nhiên, Vạn Quy Tiên Đảo, được xưng là Vạn Quy, khẳng định có một chút thủ đoạn, hơn trải qua mấy vạn năm tế luyện Quy Tàn Đại Lục, tới cả linh khí đều dung nhập trong đó. Sau khi thi triển nhân bảo hợp nhất, lập tức uy lực tăng nhiều, bất quá tất cả đều thành lập trên cơ sở tự tổn thương thân thể, thọ nguyên bị giảm mạnh. Phương Hàn bình thường nhân bảo hợp nhất, có quan hệ với chỗ đặc thù của bản thân đạo khí Bát Bộ Phù Đồ. Không hề bị tổn hại thọ mệnh, ngược lại còn tăng cường lực lượng bản thân, rèn luyện gân cốt bản thân. Bất quá cấp số bản thân Quy Tàn Địa Lục căn bản không thể so sánh với Bát Bộ Phù Đồ. Lúc nhân bảo hợp nhất, Quy Tàn Đại Lục đình chỉ long hóa, toàn bộ đại lục, tại chỗ sâu trong hải dương, bắt đầu rung lên, từng đợt lực lượng giống như cơn sóng truyền ra ngoài, vô số nước biển bắt đầu sôi trào, toàn bộ hải dương sinh ra một hồi tai nạn mang tính hủy diệt. Tốc chiến tốc thắng. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, không chút nghĩ ngợi, lần thứ hai thôi động lực lượng cuồng bạo, thân thể lay động, xuất hiện trước mặt cự nhân, một quyền cực mạnh phát ra. Phương Hàn, chúng ta nhân bảo hợp nhất, ngươi tuyệt đối không có khả năng đánh bại trong thời gian ngắn, chờ khi viện quân Thái Nhất Môn tới. Không chỉ lúc đó ngươi trốn không xong, hơn nữa chúng ta cũng sẽ truy sát tới tận Sơn Môn, Vũ Hóa Môn và Quần Tinh Môn, triệt để hủy diệt hai đại môn phái tiên đạo các ngươi. Cự nhân phát ra thanh âm, bàn tay to lớn vừa chuyển, tự nhiên phát ra chiêu thức tinh diệu xảo đoạt thiên công, chặn lại công kích của Phương Hàn, lực lượng hai người va chạm nhau, không phân biệt cao thấp. Ta đã phong tỏa toàn bộ không gian, các ngươi coi như phóng ra một con ruồi cũng không thể nào thoát ra ngoài được. Phương Hàn sải bước đi, Hoàng Tuyền Đồ vẫn như trước phong tỏa toàn bộ Quy Tàn Đại Lục, bàn tay vừa lộn, đánh ra các loại 3.000 đại đạo, từng đợt 3.000 đại đạo, hình thành quy tắc, quấn quanh thân thể cự nhân. Thái Nhất Môn có sứ giả thiên tiên, ngươi nghĩ sứ giả thiên tiên vô dụng hay sao? Thủ đoạn của thần tiên, vượt qua nhận thức của tất cả các ngươi. Cự nhân phát ra thanh âm, cũng là thanh âm của tất cả các Thái Thượng trưởng lão Vạn Quy Tiên Đảo, nhất là Vạn Ngọc Thư, Vạn Hải Hầu, Vạn Hải Vương, ý chí càng thêm cường đại, hai đại cao thủ hỗn động cảnh đỉnh, chính là người dẫn đầu tất cả các Thái Thượng trưởng lão, tất cả đều do bọn họ làm chủ. Sứ giả thiên tiên, các ngươi thực sự cho rằng nhân bảo hợp nhất là có thể giải thoát các ngươi khỏi nguy cơ sao? Phương Hàn cười nhạt liên tục, công kích không chút dừng lại, đột nhiên vận chuyển pháp lực, phun hai hơi thở, trên đỉnh đầu, một cổ lực lượng số mệnh vận chuyển, vô số thọ mệnh bắt đầu thiêu đốt. Có đủ 36 vạn năm thọ mệnh bị thiêu đốt trong lúc đó, thôi động đòn sát thủ lớn nhất của hắn, tiểu túc mệnh thuật. Thọ mệnh hiện tại của hắn đã đạt tới mức kinh khủng 100 vạn năm, tổn thất 30 vạn năm thọ mệnh, tuy rằng là 1/3, thế nhưng không thương tổn tới căn bản. Lấy 30 vạn năm thọ mệnh thôi động tiểu túc mệnh thuật, sản sinh ra lực lượng số mệnh không thể nào tưởng tượng nổi, nhất là tồn tại cường đại giống như Phương Hàn, một năm thọ mệnh cũng trân quý hơn so với tu sĩ bình thường rất nhiều. Trong lúc nhất thời, lực lượng không tên gian tràn rít gào, vòng quay số mệnh, đang răng rắc chuyển động. Một con sông dài do lực lượng số mệnh ngưng kết thành, xoay tròn xung quanh thân thể Phương Hàn, con sông dài này, liếc mắt nhìn, chảy xuôi qua trăm nghìn ức không gian, con sông dài số mệnh này, cũng không biết là hóa thành loại nước gì, đều có thể nhìn thấy cái bóng của chính mình trong đó, mỗi một quả tinh cầu đều có dấu vết trong đó, tinh cầu này chợt lóe, quá khứ hiện tại, thậm chí là tương lai, tất cả đều hiển hiện trong đó. Thậm chí là suy tính thời gian 3.000 đại thế giới sinh diệt đều bao vây trong con sông dài số mệnh này. Bất quá, con sông dài số mệnh cũng chỉ là kinh hồng chợt lóe, sau đó áp suất thành một điểm tinh quang, quấn quanh đầu ngón tay Phương Hàn. Thần tình Phương Hàn nghiêm túc, tại giờ khắc này thành kính không gì sánh được, hình như một hậu bối đang tế tự tổ tiên. Không nhìn thấy cả công kích, tinh thần ngưng tụ trên một đầu ngón tay, một ngón tay điểm ra. Thời gian, tại giờ khắc này, hiện ra một loại tư thái huyền ảo, cũng không biết là đỉnh tĩnh, hay là đảo ngược, hay là gia tốc. Thế giới tại thời điểm này, tự hồ đã quay trở về trong những năm tháng hỗn độn. Pháp tắc thời gian biến mất, pháp tắc không gian cũng biến mất, tất cả pháp tắc trong một ngón tay Phương Hàn điểm ra, toàn bộ đều biến mất. Không có nửa điểm vết tích đã từng tồn tại. Lúc vận mệnh xuất hiện, chính là lúc tất cả quy tắc tan vỡ, tất cả quy tắc đều lại một lần nữa niết bàn. Vĩnh sinh chi nhân sẽ một lần nữa chế định quy tắc. Lúc Phương Hàn vận chuyển tiểu túc mệnh thuật tới cực hạn, trong lòng bỗng nhiên chảy xuôi ra một câu nói như vậy. Trong lòng hắn tại giờ khắc này, tự hồ một lần nữa có sự thăng hoa, đối với tất cả các quy tắc, thiên địa pháp tắc, cảm thấy càng thêm rõ ràng, pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, pháp tắc tạo vật, pháp tắc thiên vị, pháp tắc thế giới, pháp tắc hỗn động, thậm chí bao gồm cả pháp tắc hư tiên, tất cả đều bắt đầu rõ ràng minh mạch, đưa ta có thể chạm tới. Thi triển tiểu túc mệnh thuật, tuy rằng tiêu hao thọ nguyên cực kỳ lớn, thế nhưng lại có thể làm cho tinh thần lẫn thể xác có một lần tẩy rửa, cảnh giới tăng lên một bước mới. Sao lại không thể nhúc thích được? Tất cả lực lượng pháp tắc đều không thể nào vận chuyển, tại sao lại như vậy? Sắc mặt Vạn Hải Vương, Vạn Hải Hầu trắng bệnh, thân thể trong khoảng thời gian ngắn không thể động đậy, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Phương Hàn, một ngón tay mang theo quang mang điểm nhẹ tới mi tâm cự nhân. 3. Tất cả các thái thượng trưởng lão, sâu tận bên trong linh hồn tự hồ có một viên âm lôi, ầm ầm nổ tan cự nhân giải thể, tất cả các trưởng lão đều bị đánh văng đi. Trong khoảng thời gian ngắn, quy tàn đại lục, nơi nơi đổ vỡ, một ít cấm pháp, cơ quan hạch tâm đều bắt đầu tan vỡ, khi tan vỡ liền biến thành nguyên khí hình rồng, bay lượn xung quanh. Vạn Ngọc Thư, ngươi cũng muốn chạy trốn. Một ngón tay Phương Hàn đánh tan tất cả thái thượng trưởng lão Vạn Quy Tiên Đảo liên hợp, sắc mặt cũng hơi tái nhợt một chút, 36 vạn năm thọ mệnh, tổn thất không thể nói là nhỏ, tuy rằng vẫn có thể tiếp thu, thế nhưng tổn hại nguyên khí bản thân, bất quá so với thu hoạch mà nói, cái giá này hoàn toàn xứng đáng. Thừa lúc lực lượng tiểu túc mệnh thuật vẫn còn chưa tan hết, Phương Hàn mượn lực lượng cường đại này, tại thời điểm lui bước, hơi vận chuyển một chút liền nát bấy thần tiên trà thụ còn đang ngoan cố chống lại tại thế giới trong cơ thể chính mình. Thân cây trà thụ to lớn nổ tung toàn bộ, ý chí tiêu tán, biến thành một đoàn một khí tiên giới tinh thuần, mang theo các loại pháp tắc khác nhau, dung nhập vào trong thế giới của Phương Hàn. Mà bát bộ phù đồ lần thứ hai rung lên hấp thu toàn bộ pháp tắc hỗn động, pháp tắc thế giới của thần tiên trà thụ, lắng động lại, trở thành lực lượng tiếp xúc, củng cố căn bản. Mà lực lượng của thần tiên trà thụ có tác dụng tăng thêm thọ mệnh cực lớn. Trong truyền thuyết, thần tiên trà của Vạn Quy Tiên Đảo, khi uống vào có thể trường sinh bất tử, biến hóa thành thần tiên. Tuy rằng cũng không có khả năng huyền diệu tới như vậy, thế nhưng tác dụng tăng thọ mệnh chắc chắn là có. Hơn nữa Phương Hàn hiện tại không phải chỉ là uống thần tiên trà đơn giản như vậy, mà là thôn phệ tiêu hóa toàn bộ thần tiên trà thụ. Thọ mệnh một lần nữa tăng lên liên tục. Nguyên khí của Phương Hàn tại lúc luyện hóa thần tiên trà cũng được bổ sung tích xúc vô cùng lớn, lượng nguyên khí tiêu hao trong sát na vừa rồi liền nhanh chóng được bổ sung trở lại, tinh thần trở nên phấn chấn minh mẫn. Phương Hàn ta chưa bao giờ làm chuyện sinh ý lỗ vốn. Đồng thời lúc luyện hóa thần tiên trà thụ, Phương Hàn nhìn thấy Vạn Ngọc Thư và các thái thượng trưởng lão đang điên cuồng chạy trốn. Hắn đâu thể để tình huống như vậy phát sinh, Hoàng Tuyền Đồ một lần nữa thôi động, bao phủ toàn bộ quy tàn đại lục. Trong quy tàn đại lục, tất cả các sinh linh đều nằm trong phạm vi bao phủ của Hoàng Tuyền Đồ. Phương Hàn tụ bàn tay thành trảo, phô thiên cái địa, khí thế trấn áp càn khôn. Vạn Ngọc Thư kêu lên một tiếng thảm thiết, ra sức chống lại, tế ra thế giới của chính mình, thế giới hắn chỉ là một cao thủ giới vương cảnh nho nhỏ, đâu thể ngăn cản được thiên địa thần uy của Phương Hàn. Ba một tiếng, thế giới vỡ tan, thân thể không thể chống đỡ được bàn tay to của Phương Hàn, bị bắn vào trong lòng bàn tay, giãy dụa thế nào đi nữa cũng không làm nên chuyện gì. Vạn Ngọc Thư, ngươi không ngờ tới thần thông của ta lại quảng đại như vậy đúng không? Hiện tại ngươi đã rơi vào trong lòng bàn tay của ta, đã không còn chút hy vọng gì nữa rồi, bất quá ta cũng sẽ không giết chết ngươi, toàn bộ thái thượng trưởng lão Vạn Quy Tiên Đảo cũng sẽ được độ hóa, sau đó kinh doanh như trước, thời điểm tiên đạo đại hội diễn ra, dành cho Thái Nhất Môn một kích toàn lực. Thái Nhất Môn nằm mơ cũng không thể nghĩ ra được, khổ cực mượn sức Vạn Quy Tiên Đảo lại thành nô lệ của ta. Lúc Phương Hàn bắt được Vạn Ngọc Thư, pháp lực ầm ầm chuyển vào thân thể hắn, khống chế pháp tắc thế giới. Triệt để làm cho Vạn Ngọc Thư không thể động đậy. Chưởng giáo chí tôn Vạn Ngọc Thư này đã tu luyện trên vạn năm, cho tới bây giờ vẫn thuận buồm xuôi gió, nắm giữ quyền to, thực không ngờ tới lần này gặp phải tai ương ngập đầu. Trong ánh mắt của hắn đã tràn ngập nỗi khiếp sợ không gì sánh được, sứ giả thiên tiên Thái Nhất Môn sẽ không để ta gặp phải chuyện như vậy, vì sao Vạn Quy Tiên Đảo ta lại gặp phải tai ương ngập đầu, chẳng lẽ là thiên lý xa xôi, báo ứng nhân quả? Đúng vậy, chính là thiên lý xa xôi, báo ứng nhân quả. Thần niệm Phương Hàn trùng kính thẳng vào trong đầu Vạn Ngọc Thư. Những môn phái bị Vạn Quy Tiên Đảo các ngươi diệt sạch cũng chính là như vậy, giờ khắc này, tâm tình của ngươi tương đồng. Không nên. Vạn Ngọc Thư cảm giác được tư tưởng của chính mình đang từ từ bị độ hóa, một tia cá tính độc lập cuối cùng biến mất. Chỉ cần ngươi không độ hóa ra, cái gì ta cũng đáp ứng ngươi, không diệt đạo thống nhất mạch Vạn Quy Tiên Đảo, cái gì ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Ta để cho toàn bộ nữ đệ tử cho ngươi song tu. Lời vô ích, ngươi có vật gì đáng để ta liếc mắt? Phương Hàn đằng đằng sát khí, không một chút lung lay, trùng kích cuối cùng liền độ hóa Vạn Ngọc Thư. Chủ nhân. Lúc này, Vạn Ngọc Thư giống như thay đổi trở thành một người hoàn toàn khác, trên mặt hiện ra nét trung thành tuyệt đối đối với Phương Hàn. Vạn Quy Tiên Đảo chính là nô lệ trung thành của ngươi, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Phương Hàn, ngươi thực ngoan độc. Ma tử độc ác. Vạn Quy Tiên Đảo nhất mạch ta cùng với ngươi không chết không thôi. Ngươi cư nhiên dám độ hóa trưởng môn phái ta. Tất cả các thái thượng trưởng lão đều nhìn thấy một màn này, không khỏi ánh mắt chảy xuôi máu tươi, nhất là hai đại cao thủ Hải Vương, Hải Hầu, thần niệm run run, gần như rơi vào điên cuồng. Bọn họ rốt cuộc cảm giác được rồi, tâm tình khi môn phái chính mình rơi vào cảnh diệt vong. Loại tình huống này, tại thời điểm bọn họ tiêu diệt vô số môn phái lớn nhỏ trên biển thường xuyên thấy qua, thế nhưng hiện tại biến thành chính mình. Độ hóa trưởng môn Vạn Quy Tiên Đảo các ngươi tính là cái gì? Ta còn muốn độ hóa tất cả các ngươi, đều phải trở thành nô lệ của ta. Trong nháy mắt khi Phương Hàn độ hóa Vạn Ngọc Thư, nhãn thần khẽ động, liền nhìn về phía hai đại cao thủ Vạn Hải Vương, Vạn Hải Hầu. Hai đại cao thủ này đều đạt tới hỗn động cảnh, nếu như có thể độ hóa thì nguyện lực tuy rằng không thể so sánh được với Huyền Vô Cô, thế nhưng tuyệt đối không nhỏ. Lúc độ hóa Huyền Vô Vô, nguyên lực sinh ra trong Bát Bộ Phù Đồ đã vượt qua 40 tức thiên ma trước kia. Nếu như hiện tại có thể độ hóa từ trên xuống dưới Vạn Quy Tiên Đảo, như vậy không biết sẽ sinh ra bao nhiêu lực lượng, nguyên lực cường đại chuyển hóa thành thần lực chúc phúc, cũng là một con số rất khả quan. Nhãn thần đảo qua Vạn Hải Hầu, Vạn Hải Vương, hai đại cường giả chí tôn trường sinh bát trọng hỗn động cảnh, tự nhiên có cảm giác không có chỗ nào che giấu. Nói cách khác, vô luận là đào tẩu thế nào cũng không thể chạy thoát được một trảo của Phương Hàn. Dưới khí tức tập trung, cho dù chạy trốn tới tận đầu cùng chân trời góc biển cũng không thể tránh né. Ai có thể làm cho cường giả hỗn động cảnh sinh ra loại cảm giác như thế này? Loại cao thủ cấp số như vậy đã hoàn toàn bị vây trong hình thái sinh mệnh hoàn toàn khác. Giờ khắc này, bị lạc vào cảnh giới kỳ lạ, Vạn Hải Vương, Vạn Hải Hầu mới cảm giác được sự kinh khủng của Phương Hàn. Phổ độ thiên hạ, ngã Phật đại năng. Ta tức là Phật, phổ độ chúng sinh. Bàn tay to của Phương Hàn chấn động, kim quang lập tức lóe ra, nơi nơi đều biến thành một loại màu sắc vàng óng. Trên mặt màu sắc vàng óng này đều là chúc phúc thần lực, bao vây bốn phía, chụp tới Vạn Hải Hầu, Vạn Hải Vương. Mặc dù hai đại thái thượng trưởng lão lợi hại nhất Vạn Hải Hầu, Vạn Hải Vương thét lên chói tai, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, bị Phương Hàn dần dần bắt đi, muốn rơi vào trong Bát Bộ Phù Đồ, bị trấn áp vĩnh hằng. Thời điểm khi còn tại tu chân đại thế giới, Phương Hàn trấn áp một mình Cô Vinh Chân Quân đều vô cùng cố sức, chỉ là sau khi song tu với Di Bảo đại tiểu thư, tấn cảnh đến giới vương cảnh mới chính thức có thể trấn áp. Thế nhưng hiện tại, thời khắc này khác xa trước kia. Độ hóa hư tiên Huyền Vô Cô, thực lực của hắn đã tăng lên một mức hoàn toàn mới, chỉ một cái vất tay, đùa bỡn hai đại cao thủ hỗn động bí cảnh, tuy nói không phải giống như bắt gà con, thế nhưng không cần phải trả bất cứ cái giá đáng kể nào, thậm chí không sợ hai đại cao thủ liều mạng, bởi vì coi như là liều mạng cũng không thể tổn thương được đến hắn. Cao thủ chiến đấu, sợ nhất liều mạng. Ví dụ như một cao thủ hỗn động cảnh có thể đánh bại được nhân vật giới vương cảnh, thế nhưng cũng phải cố kỵ thủ đoạn liều mạng của đối phương. Nếu như liều mạng, đối phương tử vong, chính mình cũng bị thương thảm trọng, rất có thể còn đoạt tuyệt đường tu chân sau này, như vậy tuyệt đối không đáng giá. Vì vậy cũng không phải cảnh giới cao là có thể đưa người cảnh giới thấp vào chỗ chết. Bất quá Phương Hàn hiện tại hoàn toàn không sợ, chính mình có nhiều tuyệt phẩm đạo khí như vậy, hơn nữa còn có vượt qua lôi kiếp. Cho dù hư tiên tự bạo, sợ rằng cũng không thể gây thương tổn tới hắn. Hai người các ngươi, độ hóa cho ta. Đồng thời Phương Hàn bắt hai người, lạc ấn đại phổ độ thiền quan tiến vào thật sâu. Thậm chí đánh bại pháp tắc hỗn động của cả hai, triệt để hỗn loạn tư duy, hơn nữa đại khôi lỗi thuật càng rục rịch, nguyên ngẫu đánh mạnh vào thân thể hai người, không những độ hóa, mà còn muốn biến thành khôi lỗi. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Bên ngoài toàn bộ Quy Tàng đại lục, đột nhiên một đạo tiên lôi màu tím oanh kích đến. Đạo tiên lôi màu tím này hơi một chút vận chuyển, vô số hắc động liền sinh ra, lực hút mạnh mẽ từ trăm nghìn hắc động có thể làm cho nguyên khí của Phương Hàn xuất hiện trạng thái vạn vẹo. Không tốt, đây là thủ đoạn của thiên tiên. Phương Hàn chỉ cảm thấy đạo tiên lôi màu tím kia căn bản không thể chống đối nổi, lực lượng ẩn chứa trong đó thậm chí vượt qua cả chân tiên. Uy thế của chân tiên, hắn đã từng chứng kiến qua, lực lượng của Thái Hoàng Thiên, trong lòng hắn đã có định hình ban đầu. Ngay cả hiện tại không thể chiến thắng, cũng sẽ không bị đối phương bắt trói. Thế nhưng thiên tiên thì không thể nói được gì. Thiên tiên mới là tiên nhân với ý nghĩa chân chính. Nói đến cùng, hư tiên, chân tiên đều là cảnh giới trường sinh bí cảnh cửu trọng, thập trọng. Vẫn chưa thể coi là tiên nhân thiên giới, chỉ có thiên tiên mới thuộc về thiên giới, thuộc về thượng thiên. Tiên lôi màu tím, chính là từ thiên tiên phát ra. Phương Hàn thấy tiên lôi màu tím, trong một phần vạn sát na, hắn liền cảnh giác, thu hồi tất cả lực lượng, một tầng lại một tầng thủ hộ chính mình, tất cả các pháp bảo, đều bao phủ lên thân thể chính mình. Mà pháp tắc thế giới cũng mạnh mẽ vận chuyển, áp suất thành một đoàn không gian rất nhỏ, ẩn giấu bên trong hạch tâm sâu nhất của pháp bảo. Ầm ầm. Tiên lôi màu tím bạo tạc. Phương Hàn chỉ cảm nhận được thế giới bên ngoài đang bị hủy diệt, gặp phải kiếp nạn, ngày diệt vong phủ xuống, nơi nơi đều không phải tịnh thổ. Tất cả cấm pháp pháp bảo, từng tầng bị phá hủy. Vô lượng hàng xa không vượt qua lôi kiếp, bị chấn động lập tức thu nhỏ lại, toàn bộ bay trở về, khí linh trong đó cư nhiên bị vây trong trạng thái bị phá hủy thành nhiều mảnh nhỏ. Thần thú Bạch Hy trong Thương Sinh Đại Ấn, còn có Diêm trong Hoàng Tuyền Đồ, thân thể đều bị chấn nát. Thậm chí lôi quang màu tím thẩm thấu tiến vào bên trong thế giới bản thân Phương Hàn. Mảnh vỡ tạo hóa thần khí, thế giới lực, thuần dương đan hỏa, thiêu đốt chữa trị. Tại thời điểm nguy cấp này, Phương Hàn lập tức đốt cháy từng đạo thuần dương đan đỏa, thế giới lực của hắn từ trong ra ngoài điên cuồng vận chuyển, trong sát na không biết đã xoay chuyển không biết bao nhiêu triệu lần, rốt cuộc khu từ được lôi quang màu tím ra ngoài, thế nhưng không gian trong các pháp bảo đều đã bị thương tổn. May mà trong Bát Bộ Phù Đồ còn chưa bị tổn thương, còn trong các tuyệt phẩm đạo khí khác, ta không hề nuôi dưỡng sinh linh, bằng không vừa rồi đã tổn thất thảm trọng. Phương Hàn cả kinh, lôi quang vừa rồi tuyệt đối không thể coi thường. Đột nhiên, hắn cảm giác được một mối nguy hiểm vô cùng to lớn từ trong hư không phủ xuống, bị vây trong một loại bản năng, hắn xoẹt một tiếng, lập tức na di tránh sang bên cạnh. Một đạo lôi quang kình kiếm từ vị trí hắn vừa na di đánh xuống, tạo ra một khe rãnh thật sâu. Tiểu tử, bản năng của ngươi rất không tồi, thực lực cũng mạnh mẽ, tự nhiên có thể tránh thoát được một kiếm của Bàn Đạo, tu vi của ngươi, tại thiên giới tuy rằng chỉ có thể tính là nô lệ, thế nhưng nô lệ như vậy cũng rất hiếm có. Phương Hàn hồi phục tinh thần lại, chợt nghe thấy một thanh âm, tại cách đó không xa vang vọng truyền tới. Lúc này, đang phiêu phù trên mặt biển rộng. Quy Tàng đại lục biến thành một hòn đảo nho nhỏ, bị người thần bí chọc vào trong tay, tất cả thái thượng trưởng lão Vạn Quy Tiên Đảo đều bị bắt nhốt trong Quy Tàng đại lục, hiện tại người này đã cứu thoát. Người thần bí này, trên tay không có kiếm, không biết kiếm khí vừa rồi phóng ra như thế nào, một đôi mắt ưng nhìn Phương Hàn, trên người tỏa ra một cổ khí tức thần bí đến từ tiên giới. Sứ giả tiên giới Thái Nhất Môn. Phương Hàn cả kinh. Không sai. Ngươi là Phương Hàn đúng không? một nhân vật tu vi nô lệ nho nhỏ, tự nhiên có thể đảo loạn mưa gió, phá hư bố trí của thiên giới tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới, lẽ nào ngươi không sợ thiên uy tai họa hay sao? Sứ giả tiên giới tùy ý đứng thẳng, mang theo một cổ khí thế vô cùng mạnh mẽ, mang tới mưa gió tám phương, khí tức đảo loạn thiên tượng. Ầm ầm ầm. Trên biển rộng, mây đen dày đặc, cuồn lôi điện thiểm, đột nhiên trong lúc đó, mưa to rơi xuống, không biết bao nhiêu vạn dặm, toàn bộ đều phủ trong màn mưa to đen kịt, ngoài khởi một mảnh trời rộng mênh mông. Bất quá, tiên giới sứ giả không thấy có bất luận dấu hiệu thôi động nguyên khí nào, thuần túy là tự nhiên, hoàn mỹ tự nhiên. Hình như, thiên tượng chính là vì phục vụ hắn mà không phải hắn thôi động thiên tượng. Bất luận nguyên khí nào trong thiên địa đều lấy hắn làm trung tâm, tự nhiên vì hắn chuẩn bị tốt tất cả, không cần hắn phải tốn tâm tư thao túng. Loại cảnh giới này Phương Hàn không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, nếu như Thái Hoàng Thiên tới, Phương Hàn còn muốn bỏ chạy mất dạng, thế nhưng hiện tại cảm giác vô lực tới như vậy. Tất cả nguyên khí xung quanh đều vô điều kiện phụ vụ cho vị sứ giả thiên tiên, vậy thì chạy tới nơi nào? Thiên tiên, bây giờ không phải là tồn tại mà Phương Hàn có thể chống lại được. Chủ nhân, vị sứ giả thiên tiên này tuy rằng có uy nghiêm như trời, thế nhưng ta cảm giác được, lực lượng của hắn không mạnh mẽ như truyền thuyết về thiên tiên, chúng ta vẫn có cơ hội chạy thoát. Đột nhiên, Huyền Vô Cô trong Bát Bộ Phù Đồ lên tiếng nói. Ha ha! Phương Hàn vừa nghe, tâm tư liền linh hoạt. Xem ra ta tính toán không sai lầm, sứ giả thiên giới hiện tại chỉ là một phân thân mà thôi. Lực lượng đích thực của hắn, sợ rằng đang phải phòng bị Linh Lung Tiên Tôn, thực lực Linh Lung Tiên Tôn sợ là đã vượt qua chân tiên. Phương Hàn, ngươi có phải cho rằng, bản tọa hiện tại chỉ là một phân thân tới đây, trong lòng ngươi có một chút tâm ý may mắn chạy trốn? Sứ giả thiên tiên đột nhiên nói, hình như mọi tâm tư của Phương Hàn đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Không sai, thiên tiên. Thiên tiên là có thể dụ dọa ra sao? Nhãn thần Phương Hàn nheo lại, giống như con mèo dưới bầu trời nắng chói chang, híp lại thành một cái khe. Ngươi cho ngươi là thiên quân. Nếu như ngươi là thiên quân, đừng nói ngươi là một phân thân, coi như là một cọng tóc, ta đều phải chạy đi thật xa, đáng tiếc, ngươi cách tu vi thiên quân tới vạn dặm. Ngươi đang kích ta tức giận sao? Sứ giả thiên tiên cười nhạt. Đáng tiếc, thiên tiên không thể bị một tên nô lệ nho nhỏ làm tức giận. Ta sẽ không đơn giản như vậy liền động thủ với ngươi, đương nhiên, ta cũng sẽ cho ngươi quyền lợi được lựa chọn. Thậm chí ban thưởng chỗ tốt, mang ngươi tới tiên giới cũng không nhất định. Được rồi, ngươi có một đối thủ, là Hoa Thiên Đô, ta đã thu hắn làm đồ đệ, mấy ngày hôm trước đã tiêu hao một danh ngạch tiến vào tiên giới, đưa hắn vào tiên giới rồi, tốc độ tu luyện của hắn tại tiên giới, lĩnh ngộ đối với pháp tắc thiên địa tuyệt đối hơn vô số lần so tới tại thế gian. Chỉ trong thời gian ngắn hắn sẽ vượt xa ngươi. Hoa Thiên Đô, được ngươi thu làm đồ đệ. Trên người Phương Hàn tỏa ra sát khí băng lãnh. Sát khí? Muốn giết ta? Ha ha ha, nô lệ nho nhỏ, muốn giết ta. Nói đi, hiện tại ta cho ngươi hai con đường, thứ nhất là đường sống, thứ hai là đường chết. Đường chết không cần phải nói, đối kháng với ta, hết thảy đều bị diệt vong, đường sống chính là nói cho ta biết vị trí điện mẫu thiên quân chuyển thế nơi nào, đồng thời luôn luôn làm tai mắt cho ta, giám sát điện mẫu thiên quân, ngươi không chỉ nhận được thứ ngươi muốn, thậm chí còn có thể có địa vị rất cao. Thế giới tại thế gian, tuy rằng rộng lớn, thế nhưng làm sao so sánh được với thiên giới? Thiên giới mới chân chính là miền cực lạc. Sứ giả thiên tiên bắn ra một ngón tay. Trên người ngươi tuy rằng có hoàng tuyền đồ, thế nhưng thiên giới căn bản chướng mắt, chỉ có điện mẫu thiên quân đánh cắp số mệnh mới chân chính có giá trị trong mắt thiên giới. Giá trị duy nhất của ngươi chính là có quan hệ đối với điện mẫu thiên quân, nếu như không có điểm giá trị này, ngươi cũng không có vậy thì hậu quả đã định trước. Thiên giới căn bản không lưu ý tới sinh tử của một nô lệ nho nhỏ. Nếu đã biến sứ giả thiên tiên hiện tại chỉ là một phân thân, tâm tư Phương Hàn linh động. Đối mặt với yêu cầu sứ giả thiên tiên đưa ra, tự nhiên là muốn chính mình giám sát Phương Thanh Tuyết. Chỉ một câu nói này, sứ giả thiên tiên trong lòng Phương Hàn đã bị đưa vào trong danh sách phải chết. Tuy rằng sứ giả thiên tiên này không phải là Phương Hàn hiện tại có khả năng chống lại được, thế nhưng Phương Hàn có lòng tin kiên định. Một ngày nào đó, chính mình sẽ triệt để chém giết cả thiên tiên, trở thành tồn tại đại năng có thể giết chết tiên nhân trong truyền thuyết thái cổ. Giám sát Phương Thanh Tuyết. Tiên sứ nói đùa, nàng là một thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta căn bản không hề biết vị trí hành tung của nàng. Tuy rằng trong lòng đã quyết định sứ giả thiên tiên này phải giết, thế nhưng Phương Hàn biểu hiện vẻ giả bộ đồng ý việc này không ngại, tại thời điểm tiên đạo đại hội diễn ra, nàng hẳn là sẽ trở về. Hơn nữa nàng đã trồng trên người ngươi mầm móng số mệnh, cùng với ngươi có liên hệ thiên ti vạn lũ. Sứ giả thiên tiên tự hồ biết được rất nhiều, hai mắt chăm chú nhìn thẳng Phương Hàn. Phương Hàn, thiên giới là tồn tại mà ngươi không thể nào đối kháng nổi, cho dù là Hoàng Tuyền Đại Đế cũng bị giết chết, huống chi là ngươi. Nếu như ngươi nghe lời, làm một nô lệ ngoan ngoãn, ta sẽ ban thưởng cho ngươi phù chiếu, tối lên thiên giới, tại thời điểm ngươi đột phá hư tiên, lôi phạt tiên giới sẽ giảm thấp, ngươi sẽ bình an vượt qua, nếu như ngươi không nghe lời, cho dù ngày hôm nay chạy thoát được đi nữa, tương lai lôi phạt tiên giới phủ xuống, ngươi cũng phải phân thân toái cốt, không chết tử tế. Đúng không? Lôi phạt tiên giới chính là tự bản thân câu thông với pháp tắc thiên giới, tiềm lực bản thân càng lớn, càng cường đại, lôi phạt tiên giới càng thêm cường đại, cũng không phải là cá nhân nào đó có thể định đoạt. Điểm tu luyện chi đạo này ta còn biết đến. Phương Hàn thản nhiên nói. Ngu muội. Sứ giả thiên tiên quát một tiếng. Phàm nhân dám nói chuyện trên trời, ngươi biết thiên là cái gì? Thiên giới là cái gì? Ngươi bất quá chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Không, ếch ngồi đáy giếng cũng đã quá coi trọng ngươi, ngươi bất quá chỉ là một con giòi bọ mà thôi. Ngươi. Phương Hàn thực không ngờ, hiện tại sứ giả thiên tiên lại nói không hề khách khí như vậy, dựa theo đạo lý muốn mượn sức chính mình, chung quy phải có chút bộ dáng, thế nhưng đối phương thực sự nhìn mình như nô lệ, chẳng đáng một đồng, cũng giống như hoàng thất quý tộc tại thế tục nhìn một tên khất cái bên đường. Thế nào? Hai con đường sinh tử, ngươi có thể thoải mái chọn lựa. Nhãn thần sứ giả thiên tiên lạnh lùng, không mang theo một chút cảm tình nhân loại, nếu như ngươi lựa chọn con đường chết, hiện tại ta sẽ đưa ngươi đi. Xem ai đưa ai lên đường. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn bổ một chưởng tới, bàn tay to có thể làm cho không gian chấn động, hầu như không mất một chút thời gian nào đánh thẳng vào thân thể sứ giả thiên tiên. Lúc này, Phương Hàn đột nhiên phát động tật điện bôn lôi, bảo tố, sát khí một lòng, giống như tiếp khách ẩn nhẫn, quán chú tinh hoa sinh mệnh vào trong một kích. Hắn đã chân chính tiêu hóa hoàn toàn thu hoạch trong chuyến hành trình tới Vạn Quy Tiên Đảo hiện tại, thần tiên trà thụ dung nhập vào cơ thể, thọ nguyên tăng trưởng, độ hóa huyền vô cô và vạn ngọc thư trong bát bộ phù đồ, càng thôn phệ pháp tắc hỗn động trong thần tiên trà thụ, tích xúc hùng hồn trước nay chưa từng có, thậm chí hiện tại Phương Hàn có thể đi long chi phần mộ, trực tiếp luyện hóa thành tuyệt phẩm đạo khí rồi. Bất quá sẽ lọt vào cao thủ long tộc vây công, vì vậy hắn phải đề cao thực lực bản thân lên càng nhiều, ít nhất cũng phải tu luyện tới cảnh giới hư tiên. Bất quá, trước tiên phải vượt qua lần nguy cơ này, từ trong tay sứ giả thiên tiên trốn thoát đi. Phanh! Phương Hàn mắt thấy một chưởng này đánh vào thân thể sứ giả thiên tiên, thế nhưng hình như sinh ra ảo giác, sứ giả thiên tiên cư nhiên không ở trong không gian này. Không ở trong không gian này. Du ly không gian chi thuật. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, cương khí thu phát như thường, đột nhiên biến chưởng thành trảo, đầu ngón tay co lại, bắn vào hơn 1.000 bình hành không gian. Thế nhưng vẫn như cũ không bắt được cái bóng sứ giả thiên tiên. Nô lệ, lấy lĩnh ngộ đối với pháp tắc không gian của ngươi có thể vượt qua được ta. Nói cho ngươi, tại thế gian vĩnh viễn không thể lĩnh ngộ pháp tắc chân chính, càng không thể thu được nguyên thủy chi khí trân quý, điểm pháp tắc không gian này đối với ta mà nói, chỉ đơn giản giống như tiểu hài tử hàng xóm đùa nghịch mà thôi, ngươi biết cái gì là tam nguyên hư không? Biết cái gì là lưỡng nghi vũ trụ? Nguyên thủy thế giới? Mấy thứ này, nô lệ nho nhỏ như ngươi tuyệt đối không có khả năng giải thích. Sứ giả tiên giới, âm thanh vang vọng, đột nhiên xuất hiện phía sau Phương Hàn. Nguy hiểm cường liệt lần thứ hai phủ xuống lưng. Phương Hàn chỉ cảm thấy tóc gáy chính mình dựng đứng, hình như có con bò cạp bò trên mặt, lập tức na di tránh đi, thế nhưng bị một cổ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh trúng. Y phục trên người hắn chính là do Hoàng Tuyền Đồ biến thành, lực phòng hộ cực nhanh. Thế nhưng bị một chưởng này đảo qua, cư nhiên vô số nguyên khí bị thu đi, giống như gặp phải tổn thương mang tính hủy diệt. Nô lệ, bản năng của ngươi không tồi. Bất quá, một chút pháp tắc ít ỏi đến thương cảm của ngươi cũng có thể đối kháng với ta. Sứ giả thiên tiên xuất hiện phía sau Phương Hàn, trong tay bắt được một đoàn mây mù màu vàng. Luân hồi lực, lực lượng tốt, đáng tiếng a đáng tiếc, ngươi loại không có loại 3000 đại đạo này. Sứ giả thiên tiên đưa tay sờ, phịch một tiếng, đoàn mây mù màu vàng này bị cường ngạnh thiêu đốt, bốc hơi lên biến thành hư ảo. Cương khí Hoàng Tuyền Đồ cũng bị hắn hòa tan, thiên tiên đối với lĩnh ngộ pháp tắc đích thực là kinh khủng. Không xong, Phương Hàn, nhanh né tránh, hắn lại công kích tới rồi. Diêm trong Hoàng Tuyền Đồ cũng lui lại thành một đoàn. Phương Hàn thậm chí không kịp phản ứng, đỉnh đầu đã truyền tới cổ cảm giác âm u, lần thứ hai né tránh, thế nhưng tóc tai tê rần, đủ hơn 100 cọng tóc bị cương khí tụ thành đao kinh khủng cắt đứt. Mỗi một cọng tóc của Phương Hàn hiện tại, lấy xuống đều là tài liệu thật tốt để luyện chế tuyệt phẩm đạo khí. Kiên cố không gì sánh được, cư nhiên bị trực tiếp cắt đứt, có thể thấy được sứ giả thiên tiên nắm giữ pháp tắc thực sự kinh khủng tới cực điểm. Ta xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Sứ giả thiên tiên lần thứ hai xuất hiện, trên tay bắt lấy hơn 100 cọng tóc, chà sát thành một đoàn, biến thành hỏa diễm, cuồn cuộn thiêu đốt. Thân thể của ngươi rất cường đại, cụ thân thể này có thể dùng để luyện chế bảo bối. Thiêu đốt hơn 100 cọng tóc của Phương Hàn, sứ giả thiên tiên cười nhạt, thân thể một lần nữa biến mất không thấy. Không được, sứ giả thiên tiên tuy rằng chỉ là một phân thân, thế nhưng lĩnh ngộ đối với pháp tắc quá mức cường đại, ta không thể nào dò xét được vị trí không gian của hắn, chỉ một cái pháp tắc không gian, cư nhiên còn có nhiều trò như vậy. Trong lòng Phương Hàn cấp tốc suy tư, lúc này hắn đã biết được sự kinh khủng của cao thủ thiên tiên, không phải là trên lực lượng, mà là điều khiển đối với pháp tắc. Cùng là pháp tắc không gian, Phương Hàn giống như là trẻ con múa kiếm, mà sứ giả thiên tiên lại giống như một đại sư kiếm thuật. Hai người tranh đấu với nhau, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Vèo vèo vèo. Phương Hàn liên tục na di tránh né trong không gian, thế nhưng cương khí quanh thân liên tục bị đánh tan, sứ giả thiên tiên mỗi lần công kích đều tạo thành một vết thương không nhỏ, mà Phương Hàn căn bản không thể tập trung được vị trí cụ thể của sứ giả thiên tiên. Trận giao thủ này, căn bản không có biện pháp tiếp tục chiến đấu. Thậm chí Phương Hàn còn không thể chạy trốn. Hộ thân chi pháp, thủ hộ chi quan. Tại lúc nguy cấp này, Phương Hàn xác định chiến thuật phong thủ là chính, tùy thời đột phá, thi triển thủ hộ chi quan đại tiên thuật, quanh thân dâng lên thánh quang, giữa thánh quang ẩn chứa khí tức tán ca sử thi thần thánh, vô số bóng hình màu trắng có cánh bay lượn qua lại giữa dòng thánh quang. Thủ hộ chi quan đại tiên thuật sao? Ngươi cư nhiên học được loại tiên thuật này. Sứ giả thiên tiên một lần nữa công kích đánh vào thân thể Phương Hàn, bất quá lần này không tổn thương tới thân thể hắn, mà chỉ chốt vào tầng quang mang hộ thân hoa lệ sử thi tán ca màu trắng. Xoẹt xoẹt, một tàn quang mang thật lớn bị bắt xuống, bất quá rất nhanh liền được bổ sung. Cho rằng loại tiên thuật trình độ này là có thể ngăn cản được ta. Công kích của sứ giả thiên tiên chợt gia tốc, nơi nơi trong không gian đều là hình bóng của hắn, lực lượng của hắn thậm chí làm cho 100.000 không gian bình hành bị phình lên, thực giống như là bản nguyên hệ thủy, không chỗ nào không lọt vào, tất cả không gian đều bị thẩm thấu. Sứ giả thiên tiên, chẳng lẽ ngươi không biết rằng ta sẽ triệu hoán nhân hoàng bút tới đây? Ngươi tiến hành công kích đối với ta như vậy, sẽ nào không sợ thủ đoạn phản kích, phản biết rằng, bất cứ kẻ nào từng đối phó với Phương Hàn ta đều không có kết cục gì tốt, ngươi cũng sẽ như vậy. Phương Hàn bình lặng không gì sánh được, âm thầm tích xúc lực lượng, một khi tìm kiếm được cơ hội liền công kích mãnh liệt. Đối phó với cường giả như sứ giả thiên tiên, coi như là một phân thân cũng giống như chó cắn nhóm, không thể nào ngậm miệng, bởi vì căn bản không tập trung được. Nhân hoàng bút tính là cái gì? Sứ giả thiên tiên cười dài nói, cho dù tại thời điểm toàn thịnh, hắn bất quá cũng chỉ là mặt hàng tiên khí trung phẩm mà thôi, còn xa xa không bằng tiên khí vương phẩm. Huống chi hiện tại pháp tắc tiên đạo đã bị mất đi, trở thành một kẻ phế vật. Cho dù hiện tại xuất hiện ta cũng có thể bóp chết như bóp một con kiến. Bất quá nếu mang hắn về tiên giới cũng là một đại công, ngươi nhanh triệu hoán phế vật đó đến đây. Đúng sao? Ta là phế vật. Vậy ngươi là gì? Đột nhiên trong lúc đó, một thanh âm cổ lão từ trong không gian vang vọng truyền đi. Một cây tinh bút cực lớn xuất hiện trên biển rộng. Vốn ngoài khơi là cuồng phong gào thét, mưa xối xả, sấm chớp ì ùng, đưa tay không thấy năm ngón, thế nhưng cây tinh bút thật lớn này vừa xuất hiện, liền lập tức gió êm sóng lặng, tất cả thiên tượng đều biến mất toàn bộ, tạo thành một loại bình tĩnh, trời trong nắng ấm, mặt trời chiếu cao, nơi nơi đều hiện ra vẻ an bình, tường hòa, trật tự, văn minh. Bút, đại biểu cho văn minh. Tinh bút thật lớn xuất hiện trên bầu trời, làm cho khí tức văn minh diễn dịch tới cực hạn. Nhân hoàng bút. Phân thân sứ giả thiên tiên nhìn thấy nhân hoàng bút xuất hiện trong không gian, thân thể chấn động. Ngươi là tội phạm quan trọng của tiên giới, bắt được ngươi ta có thể nhận được ban thưởng thật lớn, thậm chí ban tặng pháp tắc thần tiên, lột xác thành thần tiên. Cảnh giới đề cao, địa vị tăng lên, bắt cho ta. Thiên tiên đại cầm nã. Trong thanh âm vang vọng, trên người sứ giả tiên giới tỏa ra sấm sét chấn động mãnh liệt, đều là tiên lôi màu tím, hình thành một bàn tay to, chụp thẳng vào nhân hoàng bút. Chỉ bằng ngươi. Thân thể nhân hoàng bút hơi chút chấn động, liền hóa thân thành một vị hoàng giả trung niên nhân, mái tóc phất phơ sau đầu, hai mắt khinh miệt, thậm chí không có động tác giả, bàn tay to của sứ giả tiên giới đến trước mặt, tiền tự động tản ra, tan vỡ, biến thành vô số lôi điện, tẩy rửa thân thể hắn. Đạo pháp tự nhiên, thiên địa nhất thể. Sứ giả tiên giới thất kinh, trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, chém mạnh về phía trước, không gian rung rẩy, từng bước diễn sinh thành thánh hoa. Nghịch thiên thất bộ, tiên phạt kiếm chiêu. Từng đạo kiếm khí phá không giết tới, mỗi một đạo kiếm khí đều kéo dài co duỗi trong hư không, dài tới 10 vạn dặm, như con sông canh kim pháp, đại dương pháp tắc, chém giết thẳng hướng nhân hoàng bút. Sứ giả thiên tiên, một kiếm chém giết, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, thao túng nguyên khí, biến ảo pháp tắc, vạn vẹo thời không. Coi như là hư tiên, chân tiên, thấy kiếm chiêu, kiếm thế một kiếm này, đều phản tán thán. Một kiếm này nếu như đánh về chính bản thân Phương Hàn, khẳng định hắn không có cách nào chống đối, ngoại trừ ngạnh kháng ra, không còn con đường nào khác. Một kiếm thật tuyệt. Tuy rằng Phương Hàn không biết vì sao nhân hoàng bút lại đột nhiên xuất hiện, thế nhưng lần nguy cơ này khẳng định đã được giải trừ rồi. Không biết nhân hoàng bút sẽ chống đối lại một kiếm này như thế nào. Ý niệm trong đầu vừa mới chuyển động, chỉ thấy ngón tay nhân hoàng bút tụ tán như đóa liên hoa, lập tức không trung xuất hiện một đóa hoa kim cương diễn sinh hợp THNFH, mỗi một đóa hoa kim cương đều chặn lại một đạo kiếm khí, đồng thời thu nhập kiếm khí nào trong đó. Viên giác diệu tính sinh không hoa diệt dĩ kim cương tính. Trong miệng nhân hoàng bút niệm một đoạn kệ ngữ kỳ lạ. Chỉ một cử động nhỏ này liền hoàn toàn tiêu trừ kiếm khí do sứ giả thiên tiên phát ra, hiển hiện thực lực vô cùng thâm hậu. Uy nghiêm thiên tiên, thế gian vô địch, thiên tiên hàng thế, tà ma thối lui. Sắc mặt sứ giả thiên tiên vừa biến đổi, trường kiếm trong tay chấn động, có khí nuốt sơn hàn, ý chiếm lĩnh bát hoang, kiếm trong tay như thác nước thượng cổ, thiên hà gãy đoạn, trùng kích thẳng hướng nhân hoàng bút, chiêu thức vô cùng mãnh liệt, không phải võ đạo nhân gian. Nhân hoàng bút đứng thẳng một chỗ, mặc cho kiếm khí oanh kích vào thân thể chính mình, hắc thực giống như là một tảng đá đứng vững hàng tỷ năm không ngã, tuyên cổ bàn thạch. Đương đương đường đương đương đương. Vô số kiếm khí đều đánh vào thân thể hắn, không chút sai chệch, thế nhưng lại không trảm phá được nửa điểm da, da hắn vẫn trong suốt nhắn nhui như trước, giống như một loại tinh thể hiếm thấy, coi như là thiên tiên chi kiếm cũng chỉ phát sinh ra thanh âm như gõ vào sắt thép, gió mát quất vào mặt, không nhiễm bụi bặm. Kiếm chiêu của ngươi, không thể gây thương tổn tới ta. Mái tóc nhân hoàng bút lay động, trong lúc hô hấp, tự hồ núi cao đều bị thổi lên, con mắt nhìn về phía bầu trời, đột nhiên bầu trời lần thứ hai chuyển thành hắc ám, vô số sao kim lóe ra, xuất hiện một dãy ngân hà thật dài, soi sáng trên người của hắn. Trên người của hắn cũng hiện ra huyệt khiếu đối ứng với ngân hàng, thiên địa tai giờ khắc này, tương hỗ chiếu rọi, phù hợp không gì sánh được. Thiên địa nhất thể, phách tuyệt nhân gian. Tùng 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 tung. Nhân hoàng bút bước về phía trước 4 bước, mỗi một bước đều hình như hàng tỷ triệu quỷ thần, lôi hưởng trống trận dung khí chiến trường thượng cổ, bàn tay hắn dương lên, ngón tay khép lại, tại giữa không trung viết ra một chữ tiên. Chữ tiên này, cổ lão, tạo hóa, tự hồ là một đầu cửu thiên thần long tạo thành, cùng với chữ viết thế tục không giống nhau. Ta để ngươi biết, cái nhân là tiên chân chính. Ta là thiên tiên, thiên giới chi tiên. Phân thân sứ giả thiên tiên, thế kiếm khí không thể tổn thương được thân thể Nhân Hoàng Bút, sắc mặt ngưng trọng, thân hình thẳng tắp đứng thẳng, giống như vây trường thương, mũi nhọn chọc trời cao, nhãn thần sắc bén, hiển hiện ra một của lực lượng và chiến ý trước nay chưa từng có, tập trung vào một điểm, một kích bạch hồng quán nhật, mạnh mẽ đánh thẳng về phía mi tâm Nhân Hoàng Bút. Chân vương kiếm thuật, đồ thần bát thức, trảm thần trảm Phật, mũi nhọn phá vạn giới. Thân thể sứ giả thiên tiên, mênh mông uốn lượn như cầu vồng. Nhân Hoàng Bút, cái gì là tiên, ta còn rõ ràng hơn so với ngươi, ta là sứ giả thiên giới, ngươi tuy rằng là tiên khí, ngay cả pháp tắc tiên đạo cũng bị mất. Ngươi hiểu rõ cái gì là tiên sao? Sinh tử cô động, chính khí mang mang, đoạn ca trung hành, minh nguyệt tròn khuyết, nhật tinh kinh hỷ, vũ trụ minh minh. Trên mặt Nhân Hoàng Bút không có chút biến hóa nào, vĩnh viễn đều là nhất thành bất biến, đối mặt với tuyệt chiêu của sứ giả thiên tiên cũng là như vậy, mi tâm của hắn chỉ khẽ động để một kiếm của sứ giả thiên tiên đánh vào chính giữa. Đương! Kiếm của sứ giả thiên tiên, tự nhiên đâm trúng nhưng không xuyên qua, kiếm chiêu tiên đạo cô động pháp tắc tiên đạo, một điểm máu tươi cũng không thể đâm ra được, càng đừng nói là đâm sâu vào trong đầu Nhân Hoàng Bút. Thân thể của ta trở thành thân thể của địa, khí của ta trở thành khí của thiên, để đầu của ta trở thành tiên, linh hồn của ta trở thành chân lý. Mi tâm Nhân Hoàng Bút phát ra quang mang, càng lúc càng đậm liệt, tự nhiên chậm rãi bước một kiếm của sứ giả thiên tiên lùi ngược lại, trong quang mang, sứ giả thiên tiên giống như con thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể bị phá nát. Sứ giả thiên tiên lần thứ hai biến ảo kiếm thế, hai mắt sắc bén, giống như mãnh hổ bắt dê, nghiệt long bắt cá mập, thân thể lại xông lên phía trước, một kiếm từ thiên môn đâm vào, tìm kiếm kẻ hở, không biết Nhân Hoàng Bút, thề không bỏ qua. Đại đạo kinh hành, sơn hà biểu lý, văn minh xương vinh, vạn thế thái bình. Sắc mặt Nhân Hoàng Bút vẫn bất động như trước, dòng sông băng tuyên cổ không đổi, thế nhưng thân thể hắn lại động rồi, hai tay bắt, phun ra hai hơi thở, hướng về phía trên bổ tới một quyền, thiên địa hoàn toàn bị bao trùm trong bóng tối, mà một quyền của hắn chính là một quyền mở ra thiên địa, định vũ trụ, phân tinh không. Ầm ầm, khí thế cường liệt, nghìn vạn tiếng gào thét từ trong hư không truyền ra, sứ giả thiên tiên bị một quyền này của Nhân Hoàng Bút đánh văng ngược vạn dặm, trên thân thể, nơi nơi tan vỡ, ngay cả thành trường kiếm trong tay cũng xuất hiện dấu vết nứt nẻ. Cảnh giới thiên địa nhất thể. Sao có khả năng? Sắc mặt sứ giả thiên tiên dữ tợn, không chết không thôi, thân thể một lần nữa biến hóa, phản ứng cực nhanh, trong 1/1 triệu sát na, bắt đầu cô động lại thân thể, lực lượng càng cường đại hơn, từ trong hư không quán chú xuống. Thế nhưng, Nhân Hoàng Bút so với hắn còn nhanh hơn, chân đạp một bước, xoẹt xoẹt xoẹt, không gian bị mở ra, thân thể đã xuất hiện trước mặt sứ giả thiên tiên. Hiện tại lĩnh ngộ tinh thâm của sứ giả thiên tiên đối với pháp tắc không gian, đối mặt với Nhân Hoàng Bút lại không có một chút hiệu quả nào, một chưởng mạnh mẽ vỗ vào người sứ giả thiên tiên. Lực lượng đủ để hơn 10 khỏa hành tinh phải tan vỡ, đánh vào thân thể sứ giả thiên tiên. Sứ giả thiên tiên giống như quả bóng cao su bị thổi khí bành trướng điên cuồng, trường kiếm trong tay, lôi minh điện thiểm, liên tục đâm ngang, nhưng không thể làm nên chuyện gì, bị Nhân Hoàng Bút trở thành đánh hơn 10 chưởng. Chưởng chưởng đều trấn áp một bộ phận pháp tắc tiên đạo. Thiên địa đồng thọ, phi thăng tiên giới. Trên người sứ giả thiên tiên, đột nhiên tuôn ra một cổ hỏa diễm, thân hình giống như hỏa thần, lực lượng lần thứ hai tăng mạnh. Chôn vùi hóa thân này sao? Muốn đã thương ta. Nếu như ngươi là tiên nhân, ta liền biến ngươi trở thành con ngươi. Nhân Hoàng Bút lấy tốc độ không thể nào tưởng tượng nổi viết trong không trung một chữ phàm. Lập tức hỏa diễm trên người sứ giả thiên tiên, bắt đầu áp suất trở lại cơ thể. 5 ngón tay Nhân Hoàng Bút tụ thành trảo, như thiểm điện đánh vào hóa thân sứ giả thiên tiên, lần thứ hai thu nhỏ lại, biến thành một hình người nho nho. Bàn tay Nhân Hoàng Bút mở ra, nhưng không làm sao thoát được. Đại cục đã định. Lực lượng của Nhân Hoàng Bút hiện tại so với trước đây căn bản không phải là một đẳng cấp. Tự hồ như đã tìm được một ít mảnh vỡ tạo hóa thần khí, lực lượng lần thứ hai đề thăng, bất quá Phương Hàn không nhìn ra được hắn rốt cuộc đã đến loại cảnh giới như thế nào. Tiền bối, người đã trở về rồi. Thân thể Phương Hàn khẽ động, bay tới bên người Nhân Hoàng Bút. Thanh Tuyết sư tỷ đâu? Điện mẫu Thiên Quân đại nhân đang ở một nơi thần bí tu luyện, xảy ra một chút tình huống, chúng ta gặp phải cường giả tiên giới truy sát. Nhân Hoàng Bút mở miệng nói, lập tức làm cho Phương Hàn hoảng sợ. Thấy ánh mắt lo lắng của Phương Hàn, hắn xua xua tay. Bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng, trong thiên địa này không ai có thể ra được Điện Mẫu Thiên Quân ở nơi nào, hơn nữa thực lực của nàng trải qua kỳ ngộ đã khôi phục lại một chút. Lần này ta trở về là vì muốn đối kháng lại kiếp nạn thần tộc, lần này thần tộc xâm lấn Huyền Hoàng Đại Thế Giới không thể coi thường. Rất nhiều thần hoàng, thần tôn, thậm chí thần đế muốn nhất cử hủy diệt Huyền Hoàng, Thánh Tế Thế Giới, triệu hóa Thủy Tổ Thánh Vương. Vậy Thanh Tuyết sư tỷ khi nào trở về? Phương Hàn hỏi. Điện Mẫu Thiên Quân đang tu luyện một môn bí pháp, chờ khi tu luyện thành công sẽ trở về. Nhân Hoàng Bút nói, Phương Hàn, thực lực hiện tại của ngươi cư nhiên đề thăng nhanh tới như vậy, đã tới giới vương cảnh rồi. Thực sự làm cho ta rất kinh ngạc, nếu như không phải không tìm ra được một chút dấu vết thượng cổ đại năng nào trên người ngươi, ta thậm chí nghĩ ngươi chính là một vị đại nhân vật tiên giới chuyển thế. Ta cũng không có gì, kỳ ngộ mà thôi. Phương Hàn nói ra tất cả mọi chuyện chính mình trải qua tại tu chân đại thế giới, đương nhiên chuyện song tu với Di Bảo đại tiểu thư liền giấu diễm không kể, lại nói tiếp, tiền bối, vừa rồi sứ giả tiên giới tổn thất một phân thân, không biết nếu chân thân tới đây sẽ cường đại như thế nào. Thủ đoạn tiên giới, ngươi thực sự không thể nào tưởng tượng nổi, tổn thất một phân thân này đối với hắn cũng không tính là cái gì. Nhân Hoàng Bút nói, pháp tắc tiên đạo trong phân thân này đều chỉ là hư ảnh, cho dù bị chôn vùi, đối với bản tôn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đương nhiên, cho dù chân thân của hắn ta cũng có thể đánh một trận. Ta cố kỵ chính là những đại nhân vật phía sau sứ giả tiên giới này. Sứ giả thiên tiên còn có đại nhân vật phía sau. Phương Hàn sửng sốt. Đương nhiên, Thái Nhất Môn thuộc về thế lực dưới trướng Tai Nạn Thiên Quân, Vĩnh Hằng Thiên Quân. Tại thiên giới cầm quyền to, muốn làm gì thì làm, không biết có bao nhiêu tiên nhân. Ngươi tuy rằng đã tu luyện tới giới vương cảnh, đồng thời luyện chế Bát Bộ Phù Đồ tới nông nổi này, thế nhưng đối mặt với đại kiếp tới gần, vẫn như cũ vô cùng yếu nhược. Để cho ta nhìn tu vi, mầm móng pháp tắc thế giới đã tới tình trạng như thế nào. Nhân Hoàng Bút đưa tay chỉ vào người Phương Hàn, lực lượng nhất thời tiến nhập vào trong thế giới. Thế giới mạnh mẽ như vây, ngươi làm cách nào tu luyện thành? Trên mặt hắn hiện ra vẻ kinh ngạc không gì sánh được, sau đó lại nhìn thấy mảnh vỡ, mai rùa đã dung hợp vào trong mầm móng pháp tắc thế giới của Phương Hàn. Mảnh vỡ tạo hóa thần khí. Thế nào lại có một khối to như vậy? Mà ngươi làm cách nào luyện hóa? Chỉ có cảnh giới thiên địa nhất thể như ta, cộng thêm lạc ấn vĩnh sinh chi môn mới có thể từ từ luyện hóa. Là ta nhận được một kích toàn lực của hư ảnh vương phẩm tiên khí. Phương Hàn kể lại chuyện về báo thù chi mâu. Báo thù chi mâu. Trên mặt Nhân Hoàng Bút hiện ra một tia cảnh giới và hướng tới. Báo thù chi mâu, thất lạc chi kiếm, thẩm phán chi thương. Những vương phẩm tiên khí này đều là tồn tại tiếu ngạo vũ trụ vô số năm, còn mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm ta toàn thịnh. Những vương phẩm tiên khí này, lực lượng kéo dài hàng tỷ triệu thời không, quá khứ tương lai, bố trí tế đàn, tặng lại lực lượng. Bất quá sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ tìm hiểu tạo hóa, triệt để vượt qua chúng. Sớm muộn cũng có một ngày như vậy, Phương Hàn ta tuy rằng chỉ là một tiểu nhân vật hèn mọn, thế nhưng sẽ lớn dần lại thế gian. Phương Hàn gật đầu. Phương Hàn, thế giới trong cơ thể của ngươi quá mức cường đại rồi, muốn tấn chức thành hỗn động phi thường khó khăn. Sợ rằng tu luyện hơn 10 vạn năm cũng không có khả năng. Bất quá hiện tại cũng có một cơ duyên to lớn, ta liền trợ giúp ngươi, để phân thân sứ giả tiên giới này dung nhập vào trong thế giới của ngươi, ngươi có thể bằng vào lực lượng mạnh mẽ này để tấn chức đến hỗn động cảnh. Nhân Hoàng Bút nói. Dung nhập phân thân sứ giả tiên giới. Phương Hàn kinh hãi. Pháp tắc hư tiên và pháp tắc hỗn động hiện tại ta đều không thể thôn phệ được, càng đừng nói tới chuyện dung nhập phân thân sứ giả thiên tiên. Trong tu luyện vạn nhất xảy ra sai lầm nào đó, như vậy đề thăng cảnh giới phi thường khó khăn, thậm chí vạn kiếp bất phục. Không sao. Nhân Hoàng Bút lắc đầu. Hiện tại phân thân sứ giả tiên giới không có một chút pháp tắc ẩn chứa trong đó, tối đa chỉ là hư ảnh pháp tắc mà thôi, còn có ý niệm huyền ảo tiên giới và năng lượng khổng lồ, trong đó bao hàm nguyên thủy chi khí chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, thế giới của ngươi quá mức kiên cố rồi, muốn tấn chức cần quá nhiều lực lượng, phẩm chất cũng quá cao, thuần dương nguyên khí đã không đủ dùng để lột xác nữa rồi. Chỉ có phân thân sứ giả thiên tiên mới có thể đủ lực lượng cho ngươi lột xác trở thành hỗn động. Thuần dương nguyên khí đã không đủ để ta tấn chức. Phương Hàn càng hoảng sợ. Ta đây cho dù tấn chức tới pháp tắc hỗn động, vậy sau này tụ thành hư tiên thì nên làm cái gì? Từng bước chậm rãi, trong Hoàng Tuyền Bảo Khố, có bí quyết tu luyện đại luân hồi thuật, còn có 3 kiện ngũ hành tuyệt phẩm đạo khí, ngươi dung nhập vào trong thế giới, cũng có thể tích góp từng chút lực lượng. Chung quy chuyện gì cũng có cách giải quyết. Nhân Hoàng Bút đưa tay đặt lên vai Phương Hàn, đột nhiên cường ngạnh đẩy phân thân sứ giả tiên giới vào trong thế giới bản mạng của hắn. Phân thân sứ giả tiên giới này, trên người không có pháp bảo gì. Tất cả kiếm khí đều là do tiên khí bản thân biến ảo thành, đương nhiên, hắn cũng không cần tới bất cứ pháp bảo gì. Hơn nữa, quy tàng đại lục nâng trong tay hắn trước đó cũng biến mất không còn, không biết là thời điểm đánh giết Phương Hàn đã phá không cất giấu đi đâu, hay là chuyển tới nơi nào đó. Phòng chừng toàn bộ quy tàng đại lục đều bị đẩy trở về Thái Nhất Môn. Điều này làm cho Phương Hàn nghĩ có chút đáng tiếc. Bất quá hắn hiện tại cũng không kịp suy nghĩ nhiều, phân thân sứ giả thiên tiên trong thế giới của hắn đã bắt đầu dung nhập. Lực lượng Nhân Hoàng Bút mênh mông không dứt, không một tia bá đạo, toàn bộ đều là thánh đạo, vương đạo, giống như một quyển văn minh sử thi, làm cho lực lượng phân thân sứ giả thiên tiên bị mạnh mẽ trấn áp, bắt đầu luyện hóa. Phương Hàn chỉ cảm thấy, Nhân Hoàng Bút tùy ý thôi động, trong phân thần này liền phát ra một cổ thanh khí đến từ thiên địa khi còn sơ khai, vô cùng thanh tịnh, vô cùng cổ lão, vô cùng tràn ngập sinh cơ, chân khí khởi nguyên ban đầu vạn vật. Đây là nguyên thủy chi khí trong truyền thuyết. Nguyên thủy chi khí, cao cấp hơn thuần dương khí, tường hòa hơn rất nhiều, hơi chút thẩm thấu vào trong thế giới, toàn bộ vách tường thế giới bắt đầu nhu hòa dần, có một loại ý cảnh, thái cực, nhộn nhạo trong đầu. Bất quá thế giới tuy rằng nhu hòa, thế nhưng lực lượng vận chuyển bên trong lại không ngừng tăng lên. Nhân Hoàng Bút, ngươi cư nhiên dám để phân thân này của ta đưa cho nô lệ ti tiện luyện hóa, tăng lên thực lực của hắn, ngươi có biết hay không, đây là trái với quy tắc tiên giới, sau này ngươi còn muốn tấn chức thành tiên khí sao? Sứ giả thiên tiên đối mặt với tình cảnh bị luyện hóa trước mắt, ngữ khí nghiêm khắc không gì sánh được, nhãn thần tự hồ muốn giết chết. Phương Hàn và Nhân Hoàng Bút. Ta tấn chức thành tiên khí. Tính là cái gì? Cái ta muốn là tấn chức trở thành tạo hóa thần khí, tìm hiểu tạo hóa, cuối cùng trở thành tồn tại tối cao giống như tạo hóa chi môn. Trong ánh mắt Nhân Hoàng Bút, không, đại, nghiễm, dung nạp tất cả, bao dung quá khứ tương lai. Bàn tay hắn đưa vào trong thế giới của Phương Hàn, lần thứ 2 rung lên, thi triển ra một loại tiên thuật, Phương Hàn liền nhìn thấy ít nhất có hơn 10 loại 3000 đại đạo, ngưng tụ thành một thứ gì đó giống như đỉnh lô, để phân thân sứ giả thiên tiên bao vây bên trong, ngay lập tức phân thân sứ giả thiên tiên bị hòa tan càng nhanh hơn. Thiên địa hồng lô đại tiên thuật. Ý chí sứ giả thiên tiên từ từ biến mất trong phân thân này, trước khi hắn biến mất, phát ra thanh âm lạnh lùng. Nhân Hoàng Bút, chờ chân thân của ta rảnh rỗi sẽ tới tìm ngươi, ngươi sắp phải đối mặt với lửa giận của ta. Ta lúc nào cũng đợi. Nhân Hoàng Bút chấm động, phân thân sứ giả thiên tiên đột nhiên nổ tung, sau đó lực lượng của hắn hoàn toàn dung hợp là một thể với mầm móng pháp tắc thế giới bản mạng của Phương Hàn. Toàn thân Phương Hàn run run, chỉ cảm thấy lực lượng của chính mình đề thăng không ngừng, mỗi một tấc huyết nhục, thậm chí là linh hồn tư duy đều bị nổ tan, lực lượng quá mức khổng lồ làm hắn không chịu nổi. Nhanh nhanh vận chuyển pháp tắc thế giới, mô phỏng hỗn động, thành bại tại giờ khắc này. Ý niệm của Nhân Hoàng Bút truyền vào trong linh hồn Phương Hàn. Ta truyền thụ cho ngươi Nhân Hoàng bí điển, rất nhiều cảm ngộ tinh thần về pháp tắc hỗn động, ngươi tiếp thu. Biển pháp tắc tu luyện, ý niệm đại đạo, thâm nhập vào sâu trong đầu óc linh hồn Phương Hàn, nhất thời làm cho linh hồn bản thân hắn cảm giác như đứng tại sâu trong vô cùng vũ trụ, vô số hắc động. Hắc động này thu nạp tinh cầu, từ mặt khác phun ra một loại vật chất màu trắng, ngưng tụ thành bạch động, một đen một trắng, một âm một dương, một thiện một ác, tương hỗ hỗn nguyên. Linh hồn, thân thể Phương Hàn, thậm chí là thế giới trong cơ thể bắt đầu dựa theo quỹ tích hắc động, bạch động trong vũ trụ vận chuyển, quanh thân chấn động, một cổ lực lượng huyền ảo nhộn nhạo trong đầu. Sứ giả thiên tiên coi như là một hóa thân đi nữa cũng không phải là người bình thường có thể tiếp thu được. Nếu không phải thế giới của Phương Hàn quá mức kiên cố thì sợ rằng đã bị bạo tạc rồi, càng đừng nói đến luyện hóa, trực tiếp tử vong cũng là chuyện rất có khả năng. Thế nhưng hiện tại, lực lượng hóa thân thiên tiên, dưới sự áp chế của Nhân Hoàng Bút, từ từ dung nhập vào thế giới, hữu kinh vô hiểm. Phương Hàn đi từng bước một, phá tan trở ngại, thế giới trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, mảnh vỡ tạo hóa thần khí giống như mai rùa kia bắt đầu tĩnh lặng bất động, tự hồ nổi lên cái gì đó, đợi Phương Hàn tiến thêm một bước lột xác. Thế giới trong cơ thể xoay tròn, nguyên bản các loại sinh linh trước đó diễn sinh ra, dãy núi dòng sông, hết thảy đều bị lực xoay tròn thôn phệ, biến thành một dòng nguyên khí hỗn độn, một loại vật chất kỳ diệu không tên, thực giống như hắc động hư không thôn phệ tinh cầu. Bất quá, loại lạc ấn sinh linh này vẫn ở trong mầm móng pháp tắc thế giới, chỉ cần Phương Hàn động một ý niệm trong đầu là có thể hoàn nguyên trở lại, đây là lực lượng thế giới của chính mình làm chủ. Thế giới kiên cố, xoay tròn. Trong một lần hô hấp, chính là nghìn triệu, vạn triệu tốc độ xoay tròn, khí nguyên dưới sự xoay tròn cao tốc này, phân giải không còn chút gì, bất luận khí nguyên nào cũng đều cuộn thành một đoàn tương hỗ, rất nhiều khí nguyên nhỏ bé, trong hỗn động, bắt đầu ngưng kết thành phù lục. Thế giới thực sự là kiên cố, như vậy cũng không cô động được hỗn động sao? Nhân Hoàng Bút nhíu mày, đột nhiên thi triển ra cảnh giới thiên địa nhất thể, trực tiếp oanh kích vào mầm móng pháp tắc thế giới bản nguyên của Phương Hàn, mảnh vỡ mai rùa kia đột nhiên chấn động, bị cảnh giới thiên địa nhất thể cảm nhiễm, lần thứ hai phóng ra một cổ nguyên khí. Nhân Hoàng Bút há miệng vừa phun, một cổ tinh khí màu trắng lần thứ hai rót vào thế giới trong cơ thể Phương Hàn. Cơ hội tốt, chính là hiện tại. Thần niệm Phương Hàn cảm giác càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng mạch lạc, hơi một chút vận chuyển, thần niệm trong không tung, đều có thể bị nguyên khí bám một mảnh long quyển phong bạo, tạo thành dòng xoáy. Nói cách khác, Phương Hàn hiện tại không cần phất luận pháp lực gì, bất luận pháp lực nào, chỉ cần một tia thần niệm chuyển qua, tạo thành ba động nguyên khí thiên địa, là có thể tạo thành hắc động nguyên khí long quyển. Lần này hắn để toàn bộ thần niệm dung nhập vào trong thế giới bản thân. Vô số nguyên khí thế giới càng thêm xoay tròn kịch liệt. Trong cơ thể đột nhiên xuất hiện trăm nghìn hắc động ô xoay tròn, muốn hấp thu toàn bộ linh hồn lẫn huyết nhục vào trong đó. Đột nhiên, toàn thân Phương Hàn, bao gồm cả pháp bảo đều bị hắc động hút vào. Sau đó toàn bộ khí tức đều biến mất, tại không trung chỉ còn lại một hắc động thật lớn phương viên trăm dặm, thôn phệ nguyên khí thiên địa xung quanh. Lúc hắc động thôn phệ Phương Hàn, bắt đầu oanh kích tiên giới chi môn, tại chỗ sâu trong thời không xa xôi, tiên giới chi môn bị hắc động này hút mạnh, rất nhiều hư ảnh pháp tắc tiên đạo, lần thứ hai giống như cơn mưa rào rơi xuống. Pháp tắc hỗn động, tiên khí trạng thái dịch, tiên giới chi môn, mở ra cho ta. Trong hắc động, đột nhiên truyền ra thanh âm của Phương Hàn, trong đó một bàn tay to lớn xuyên thấu, siêu vượt thời không, oanh kích vào tiên giới chi môn. Ầm một tiếng nổ vang, tiên giới chi môn xuất hiện một lỗ hổng cực lớn, vô số nguyên khí tiên giới trạng thái dịch, giống như thiên hà bị gãy nát phủ xuống cọ rửa, số lượng phun ra nuốt vào nguyên khí tiên giới trạng thái dịch này, so với năm cường giả hỗn động bí cảnh bình thường cộng lại còn lớn hơn nhiều. Hắc động lần thứ hai phát sinh biến hóa, bên trong hiện ta màu trắng, trắng loãng, hắc động biến thành bạch động. Phục! Lực phun ra cực lớn từ trong bạch động xuất hiện. Cuối cùng biến hóa thành hình thể Phương Hàn. Phương Hàn lúc này, toàn thân hơi chút khẽ động, nơi nơi đều hiển hiện ra nguyên khí hắc động, tự hồ trong một cái hô hấp có thể hấp thu vô số ngọn núi, tinh cầu vào cơ thể, hơi chút vận chuyển pháp lực, linh hồn cũng bị hút vào trong thế giới của hắn. Lúc nào cũng hiển hiện ra khí tức vô cùng kinh khủng. Các cao thủ trong Bát Bộ Phù Đồ như Huyền Vô Cô, Vạn Ngọc Thư, Cô Vinh Chân Quân đều khắc sâu cảm giác được khí tức của Phương Hàn, trong lòng sinh ra sợ hãi, kinh nể, coi như Huyền Vô Cô thân là hư tiên, cao hơn so với Phương Hàn hẳn một cảnh giới, thế nhưng lại cảm giác được loại hỗn động lực vận chuyển trong cơ thể Phương Hàn, đủ để xé rách cả pháp tắc hư tiên của hắn. Phương Hàn rốt cuộc đã bước vào trường sinh bí cảnh đệ bát trọng, hỗn động bí cảnh. Hỗn động bí cảnh, thế giới biến thành hỗn động, có thể hấp thu nguyên khí tiên giới trạng thái dịch, không chỉ lượng phun ra nuốt vào tăng nhiều, hơn nữa còn có thể hoàn toàn thôi động tuyệt phẩm đạo khí, lực lượng, thọ mệnh đều có một loại đề cao về bản chất. Thọ mệnh của ta hoàn toàn vượt qua 100 vạn năm, mà lực lượng cũng đã hoàn toàn vượt qua 100 triệu, gia tăng liền gấp 3. Lần này, đại kiếp nạn thần tộc, nhanh nhanh tới đi. Tiên đạo đại hội cũng sắp bắt đầu rồi. Ứng Tiên Thiên và Tô Tú Y cũng muốn tiến hành quyết đấu tại Thương Sơn, Thánh Sơn Ma Đạo. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, hiện tại thọ mệnh của hắn đột phá 100 vạn năm, đạt tới hơn 200 vạn năm. Mà lúc lượng cũng đã đạt tới trình độ 300 triệu, có thể đơn giản luyện hóa tinh cầu bình thường, bất quá hắn vẫn như cũ là tu vĩ, còn kém một bước có thể thoát khỏi hình thái sinh mệnh nhân loại, tiến vào tiên cảnh trong truyền thuyết, trở thành hư tiên, bất quá phải hỗn động đại thành, vượt qua lôi phạt tiên giới. Vì vậy, trước tiên hắn nghĩ tới Tô Tú Y, năm đó, Tô Tú Y, Ứng Tiên Thiên đều là ma đạo đại đế tiếng tăm lừng lẫy, kinh sợ vạn cổ. Thế nhưng hiện tại, trong con mắt của ta, chỉ là một con kiến nho nhỏ. Ta hiện tại phải đi cướp đoạt địa hoàng thư, dung hợp hoàng tuyền đồ, trở thành tiên khí. Phương Hàn nói với Nhân Hoàng Bút. Tốt. Địa hoàng thư rơi vào trong tay tà ma ngoại đạo lâu như vậy rồi, hiện tại đến lúc phải thu hồi lại. Nhân Hoàng Bút mỉm cười. Cũng là tiền vốn để đối kháng lại đại kiếp nạn thần tộc. Quất Phương Hàn vốn có ý định trở lại Huyền Hoàng Đại Lục đi tìm Tô Tú Y, cướp đoạt địa hoàng thư. Thế nhưng bởi vì chuyện Chu Thiên Tiên Tôn và Huyền Vô Cô nên phải dừng lại, hiện tại đã đánh tan quy tàn đại lục, đã đến lúc bắt đầu tìm kiếm Tô Tú Y. Tuy rằng nghe đồn Tô Tú Y đã một lần nữa tấn chức, tu luyện đến giới vương cảnh, thế nhưng hiện tại so với Phương Hàn, cho dù là có địa hoàng thư, chỉ cần Phương Hàn tính toán tốt, vẫn như cũ có thể một cái tát đập chết, không cần phải lãng phí bất luận khí lực gì. Huống chi hiện tại Nhân Hoàng Bút đã trở về, cùng với vị đại năng này phối hợp, sứ giả thiên tiên cũng không cần phải sợ hãi. Chỉ cần tiên đạo đại hội sát nhập Thái Nhất Môn, hủy diệt đại đại từ lâu luôn nhìn chằm chằm vào chính mình. Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút tiền bối, các ngươi muốn tìm Tô Tú Y cướp đoạt địa hoàng thư. Một thanh âm từ chỗ sâu trong hoàng tuyền đồ của Phương Hàn truyền đi, chính là tinh chủ, vừa rồi lúc tranh đấu với phân thân sứ giả thiên tiên, hắn trốn vào sâu trong hoàng tuyền đồ để tự bảo vệ chính mình. Trong cuộc chiến đấu cấp bậc như thế này, cho dù tinh chủ có là trường sinh thất trọng, cao thủ giới vương cảnh đi nữa cũng không thể nhúng tay, chỉ có thể tránh né. Nhớ tới năm đó cao cao tại thượng chỉ điểm Phương Hàn, mà Phương Hàn hiện tại, mới trôi qua vài năm, liền trấn áp được hư tiên, hầu như phá hủy cả một môn phái tiên đại cỡ lớn, trong lòng tinh chủ có muôn vàng tư vị, vạn loại tâm tình, bất quá lúc này hắn vẫn mở miệng nói. Không sai, thế nào? Lẽ nào tinh chủ đạo hữu có chủ ý gì? Phương Hàn một chút đột phá bình cảnh, tu luyện tới pháp tắc hỗn động, tiện tay phát ra một đạo nguyên khí tinh thuần, đưa vào trong cương khí hộ thân của tinh chủ, nói, đây là một tia nguyên thủy khí tồn lưu lại sau khi ta luyện hóa phân thân sứ giả thiên tiên, đối với ngươi có ích lợi rất lớn. Đa tạ Phương Hàn đạo hữu. Trong lòng tinh chủ mừng rõ, nhét vào trong thế giới của chính mình, nhất thời bức tường thế giới kiên cố hơn không ít, sinh sơ cường đại hơn trước mấy lần, chí ít đã tiết kiệm cho hắn mấy vạn năm khổ tu. Trên người Tô Tú Y có địa hoàng thư, kết nối với bản nguyên huyền hoàng đại thế giới, chỉ cần hắn còn ở trong huyền hoàng đại thế giới thì hắn coi như bất bại. Điểm này trong lòng Phương Hàn đạo hữu sợ rằng phi thường rõ ràng. Đích thực là như vậy, bất quá đó cũng chỉ là không tìm được tung tích của hắn mà thôi chứ không phải là lực lượng. Nhân Hoàng Bút nói, ta rất rõ ràng năng lực của địa hoàng thư, nó đích thực là một đoàn bản nguyên huyền hoàng đại thế giới luyện chế thành, chỉ cần nắm giữ nó, tại huyền hoàng đại thế giới, coi như là tu sĩ cường đại hơn nữa cũng không thể nào suy tính ra được tồn tại của hắn. Hơn nữa, nếu như hắn ẩn nấp thật kỹ, không ai có thể tìm được, chỉ có thể làm loại chuyện như triệt để luyện hóa cả một đại thế giới mới có thể triệt để hủy diệt hắn. Nhân Hoàng Bút tiền bối nói rất đúng. Ta chiếm được một tin tức, đó chính là toàn bộ Hoàng Tuyền Ma Tông, tại thời điểm gần đây đột nhiên biến mất triệt để, hơn nữa không chỉ có Hoàng Tuyền Ma Tông biến mất, mà còn rất nhiều môn phái ma đạo, như Hồng Trần Tông, Quỷ Thần Tông, Thiên Tuyệt Tông, Huyết Ảnh Tông, Tiên Thiên Tông cũng là vườn không nhà trống. Ứng Tiên Thiên không biết đi nơi nào, toàn bộ môn phái triệt để biến mất. Yêu đạo cũng là như vậy. Tinh chủ nói. Cái gì, yêu ma lưỡng đạo triệt để biến mất? Trống không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoặc là đã rời khỏi Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Trong lòng Phương Hàn chấn động, thực không dự liệu tới chuyện này, đại kiếp nạn tới, thần tộc cường thế. Các đại môn phía luyện chế tuyệt phẩm đạo khí, có thể tùy thời chạy trốn, trước khi đại kiếp nạn phủ uống, trực tiếp chạy trốn, mang theo tất cả môn nhân đệ tử, có thể tiến lui tự nhiên. Có tình huống như vậy, thậm chí ngay cả ma tộc dưới lòng đất cũng đều biến mất. Tinh chủ nói, bầu không khí đại kiếp nạn phủ xuống đã lan tràn tới toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới, ngay cả một số môn phái tiên đạo cũng đều rục rịch, lời nói thực sự. Lần này trước khi Quần Tinh Môn chúng ta tới đã mở mấy lần hội nghị trưởng lão, bàn bạc có nên rời khỏi Huyền Hoàng Đại Thế Giới hay không, thế nhưng cuối cùng vẫn lưu lại. Thứ nhất là vì Quần Tinh Môn rời khỏi Huyền Hoàng Đại Thế Giới sẽ bị Vô Cực Tinh Cung truy sát, thứ hai là đại kiếp nạn thần tộc qua đi, chỉ cần có thể tồn tại sống sót, nhất định nhận được cơ duyên cực lớn. Thủ hộ toàn bộ đại thế giới, tu sĩ ra sức chiến đấu, sẽ nhận được toàn bộ đại thế giới. Trong minh minh có một cổ lực lượng số mệnh gia trì, tu vi thuận buồm xuôi gió, đột nhiên tăng mạnh, càng có thể nhận được rất nhiều bảo tàng do tiên nhân thượng cổ lưu lại. Quần Tinh Môn chúng ta xác định vững chắc lưu lại, nhận được sự thừa nhận của bản nguyên đại thế giới, tại nguy hiểm truy cầu kỳ ngộ. Còn có thuyết pháp như vậy. Phương Hàn sửng sốt, nhận được Huyền Hoàng Đại Thế Giới thừa nhận khí vận. Cách nói khí vận, hư vô mờ mịt. Ai có thể nắm giữ khí vận? Tiên nhân cũng không thể nói rõ ràng. Phương Hàn, đích thực là có chuyện như vậy. Bản nguyên Huyền Hoàng Đại Thế Giới, mỗi lần kiếp nạn diễn ra đích xác sẽ cho những tu sĩ ra sức bảo hộ đại thế giới gia trì khí vận, mọi việc thuận buồm xuôi gió. Đừng xem khí vận, mệnh, sổ, thì, vận, mấy thứ này chỉ khi tu luyện tới cảnh giới cực cao, những tiên nhân, đại năng mới có thể dò xét được một chút huyền cơ. Nhân Hoàng Bút nói. Tô Tú Y ẩn nấp rồi sao? Rất tốt, lực lượng hiện tại của chúng ta có thể đi mở ra Hoàng Tuyền Bảo Khố, tiếp thu tài sản Hoàng Tuyền Đại Đế lưu lại. Lúc này, Phương Hàn tại chỗ sâu trên hải dương mênh mông, nhìn về bốn phía, không gian bắn đầu tách ra, sau một khắc đã xuất hiện trên đất bằng, toàn bộ lục địa là một mảnh sa mạc thật lớn, cư nhiên na di tới sa mạc hoang vu. Sa mạc hoang vu này, khi Phương Hàn mới chỉ là tu sĩ nhục thân cảnh đã tới đây, gặp phải sa phỉ Tà Nguyệt Vương tử, cơ duyên xảo hợp, cướp đoạt được thiên kê chí dương tác, mượn thuần dương lực trong đó, hoán tỉnh Diêm trở lại, từ đó về sau, càng không thể vãn hồi, bước vào con đường tu chân gặp thần diệt thần, gặp Phật giết Phật. Lúc này, trên sa mạc hoang vu, một mảnh hoang vắng, vốn có một số quốc gia như Lam Nguyệt Quốc, Lâu Lan Quốc, Âm Sơn Quốc. Hiện tại toàn bộ đều không thấy, một nền văn minh sa mạc tự hồ như chưa từng xuất hiện, hình như bị người nào đó dùng pháp lực cường đại thu đi. Suy nghĩ một chút, đảo chủ Vạn Quy Tiên Đảo, chỉ cần nhấc tay nhấc chân, để hơn 10 quốc gia trên biển với hơn 10 ức nhân khẩu, toàn bộ đều bắt đi, ném vào vực sâu tế tự, có thể hiểu được tu sĩ cao giai trường sinh bí cảnh đáng sợ tới mức nào. Hiện tại, một ít quốc gia trên sa mạc này hiển nhiên là bị tu vĩ giới vương cảnh thu đi. Một vết rách đại địa thật sâu, xuất hiện trung ương sa mạc, giống như bị tu sĩ thượng cổ dùng đao kiếm chém nứt ra, trong vết nứt này là vực sâu không đáy. Trong vết rách này là thế giới dưới nền đất. Phương Hàn nhắm mắt trầm tư một hồi, tự hồ cảm thán vết tích 5 tháng, rõ ràng trước mắt, từ khi tu đạo tới nay, tất cả mọi chuyện, nhẹ nhàng như gió mây, chỉ tồn tại trong ký ức, từ khi niên thiếu chỉ là một gã nuôi ngực, hiện hôm nay đã là trưởng giáo chí tôn, tại con sông dài lịch sử. Rốt cuộc là một cành hoa nho nhỏ hay là con sóng ngập trời đây? Tại sát na, trong lòng Phương Hàn, thiên hồi bách chuyển, cảm giác được hai chữ Hồng Trần. Đi! Một phen cảm khái này, chỉ trong thời gian hơn 10 lần hô hấp, phục hồi lại tinh thần. Phương Hàn nhảy xuống dưới nền đất. Chỉ thấy nơi nơi đều là núi non dưới lòng đất kéo dài vạn dặm, thế nhưng lại tĩnh lặng không gì sánh được, dựa theo đạo lý, trong nền đất, có vô số yêu thú. Rất nhiều ma nhân, quỷ dạ xoa, phi thiên dạ xoa, tu la, đại A-tu-la, vô số ma tộc, ma thú, yêu quái. Thế nhưng hiện tại đã trống trơn không còn, phàm là sinh linh đều biết mất không thấy. Dưới nền đất, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Phương Hàn xâm nhập từng tầng một, không hề phát hiện ra bất cứ tung tích ma tộc nào, chỉ có một ít quán mỏ điêu linh. Cuối cùng, càng tiến sâu vào trong lòng đất, địa sát khí càng lúc càng đậm, nơi nơi đều nhọn nhạo một cổ khí lưu màu đen. Những cổ khí lưu này bao hàm sát khí, còn có cửu u chi khí hỗn loạn. Phương Hàn tiếp tục thâm nhập chính là cửu u chi địa rồi, bên trong có vô số không gian dị độ, lại có quỷ thần cường đại, nơi căn bản của Hoàng Tuyền Ma Tông, cũng chính là trung gian cửu u chi địa. Nếu như ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới câu thông với bản nguyên huyền hoàng đại thế giới, tiếp tục tu luyện đại triệu hoán thuật, có thể theo cảnh giới, triệu hoán ra quỷ thần vô cùng cường đại trợ trận. Đột nhiên Diêm lên tiếng nói, chỉ vào dưới lòng đất càng sâu, một tầng khí lưu đen kịt, giống như địa phương hắc thủy vực sâu. Cửu U Chi Địa, Quỷ Thần. Hoàng Tuyền Ma Tông, nơi Hoàng Tuyền Bảo Khố. Nhãn thần Phương Hàn ngưng tụ, tỏa quang mang sáng ngời, nhất thời nhìn rõ Cửu U Chi Địa. Dưới nền đất, trong hắc khí vô tận, so với hải dương còn rộng hơn, hắc khí cũng không biết dày bao nhiêu, lấy nhãn lực của Phương Hàn cũng không thể nhìn thấu. Tuy rằng nói, tu sĩ nói khoác, mạnh miệng, một đôi mắt, trên có thể xuyên thủng thượng thiên, dưới có thể nhìn thấu cửu u. Thế nhưng hiện tại chân chính nhìn vào cửu u, lại căn bản không thể nhìn thấu. Phương Hàn chỉ nhìn thấy chỗ sâu trong hắc khí như hải dương mênh mông, vô số không gian bình hành, không gian dị độ, rậm rạp sắp hàng. Mỗi một không gian dị độ đều rộng lớn vô biên, so với thế giới của cao thủ giới vương cảnh còn lớn hơn nhiều. Mà trong một số không gian dị độ, Phương Hàn có thể cảm giác được một số khí tức đang ngủ đông trong đó, những khí tức này giống như quỷ lại giống như thần linh. Chính là quỷ thần đặc biệt nhất tại Cửu U Chi Địa. Huyền Hoàng Đại Thế Giới so với kết cấu vô cực Đại Thế Giới rất khác nhau. Dưới rất nhiều tầng thế giới lòng đất, đó là Cửu U Thế Giới, bên trong ẩn chứa vô số không gian dị độ, có rất nhiều quỷ thần cường đại. Là những sinh linh cường đại trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới đã tùng chết đi, tàn dư anh linh, tiến vào sâu trong lòng đấy, tụ tập cửu u âm sát khí, các loại địa sát, ngưng tụ thành tồn tại cường đại, ý chí của bản thân và bản nguyên Huyền Hoàng Đại Thế Giới kết hợp làm một, bằng với tồn tại toàn bộ chỗ sâu trong đại thế giới nuôi dưỡng. Sinh linh cường đại, lúc chết đi lưu lại anh linh, được xưng là quỷ, nhưng lực lượng của bọn họ rất cường đại, vì vậy lại được xưng là thần, gọi chung là quỷ thần. Có một số quỷ thần là anh linh thượng cổ đại năng đã chết đi, thậm chí so với hư tiên, chân tiên còn cường đại hơn, bất quá những tồn tại này căn bản không thể bị triệu hóa, một mình tìm tu tại chỗ sâu trong Cửu U Chi Địa. Tổng bộ Hoàng Tuyền Ma Tông, ngay tại Cửu U Chi Địa. Phương Hàn sớm biết rằng, Hoàng Tuyền Ma Tông không phải là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, vì vậy không thể bị mang đi, hơn nữa Hoàng Tuyền Bảo Khố ngay tại phía sau Du Hồn Quan Ma Tông, bảo khố thật lớn, có mối liên hệ chặt chẽ với vô số không gian tại Cửu U Chi Địa. Làm cách nào cũng không thể mang đi. Lần này tới nơi đây, nếu như phát hiện Tô Tú Y, như vậy liền cướp đoạt địa hoàng thư, còn nếu như không phát hiện Tô Tú Y, vậy thì mở cấm chết Hoàng Tuyền Bảo Khố, tiến vào trong đó, đạt được bảo bối. Chìa khóa Hoàng Tuyền Bảo Khố, hắn đã chiếm được mấy chiếc, tuy rằng còn chưa đầy đủ hết, thế nhưng chìa khóa lớn nhất Hoàng Tuyền Đồ trong tay, dựa vào lực lượng của Nhân Hoàng Bút, có thể mạnh mẽ tiến vào.